Mở đầu bộ phim là cảnh chơi trò đuổi bắt giữa các thị vệ và một cô gái trong đêm mưa tuyết giá rét. Không trốn được bao lâu thì cô bị lôi về, trước mặt cô là cả gia đình mình đã chết và cô cũng chuẩn bị xuống lỗ. Mở mắt ra đã quay lại thời gian lúc mới đám cưới ở 2 năm trước, cô là đại phu nhân của gia đình nhà họ Trọng tên là Hoa Thiển. Anh chàng áo đỏ đang uống rượu đây là phu quân của nàng là Dạ Lan nhưng có vẻ không hứng thú với cuộc hôn nhân này cho lắm. Vừa mở mắt ra thì cô đã hớt hả hỏi cha mẹ mình đâu vì trong quá khứ cả gia đình cô đều phải chết vì phạm tội. Ngay đêm tân hôn mà Dạ Lan lấy cớ uống say để ra ngoài chứ không động phòng cùng nương tử của mình, Thiên Chỉ là cung nữ của nữ chính muốn đòi quyền lợi cho chủ nhân của mình nhưng bị cô gàn lại. Đến đi ngủ cô cũng bị ám ảnh bởi gia đình mình bị giết, cha bị chặt đầu còn lại bị đi lưu đày. Cô quyết tâm lần này sẽ không để cho gia đình mình đi vào ngõ cụt như vậy. Đêm đến các thị vệ làm việc chăm chỉ, đi tìm một cô gái vừa hay Dạ Lan ra ngoài và trùm chăn cho cô ta nên cứu được một mạng. Chuyển cảnh, Hoa Thiển thức dậy với một mùi hương lạ, nhưng cũng rất nhanh cô đã thích nghi được và hôm nay cô có cuộc đi thăm trưởng công chúa, trang điểm xong ra thay đồ và toàn thấy đồ màu trắng. Cô quyết định bảo đám người hầu thay cho mình bọ màu vàng pastel đẹp rạng người, vừa hay Dạ Lan tới đón nàng đi tới thỉnh an trưởng công chúa. Trên đường đi chàng không chú tâm tới cô vì trong đầu chỉ nghĩ tới Mục Dao mà anh cứu đêm qua. Người đàn bà mặc áo xanh như quả chuối kia chính là trưởng công chúa, vợ chồng Hoa Thiển cùng gia chủ đi tê ới thỉnh an bà, nói được vài câu thì hai ông dắt nhau ra ngoài bàn công việc. Vậy là trong này chỉ còn các bà với nhau, kiếp trước nữ chính không được trưởng công chúa để ý nên lần này cô đã quyết tâm cởi mở hơn để được mọi người không xa lánh mình. Ngồi nói chuyện được một lúc thì tất cả cùng nhau đi xem cá cảnh bơi trong hồ. Nếu như là kiếp trước thì cô không được trưởng nữ gọi đi cùng nhưng lần này có lẽ do sự cởi mở của cô nên cũng được bà gọi đi cùng. Các công chúa cùng với đám nữ hầu hạ vô cùng vui vẻ và sảng khoái cùng nhau ngắm cá dưới hồ. Đột nhiên Hoa Thiển bị ai đó đẩy ngã xuống nước, ai dè cứ nghĩ nàng sẽ chết đuối nhưng không. Nàng bơi một mạch vào bờ khiến ai cũng há hốc mồm, quả là không phụ công sức kiếp trước trong lúc bị đưa ra đảo cô đã học được cách sinh tồn. Người đẩy nàng xuống là Ngọc Trúc, hầu gái thân cận của Hoa Mạn. Nàng đang ngồi chải tóc và sửa soạn sau khi bị ngã xuống nước thì đột nhiên Hoa Mạn đi vào nói để tránh bị mọi người dòm ngó cho muội muội của mình nên mới cho người đẩy nàng ngã xuống. Nàng đột nhiên suy nghĩ lại rõ là kiếp trước không có cảnh đó nhưng giờ lại có thì là do Phước trưởng nữ quan tâm gọi nàng đi xem cá cùng. Cô ta còn nói Mục Vân Bình đã bị bắt thì đột nhiên Hoa Thiển đạp tay xuống bàn và phủi bụi ta không hiểu tỷ nói gì khiến cho Hoa Mục giận tím người. Cô giờ đã khác ngày trước, quyết làm việc thiện chứ không để gia đình bị diệt vong. Dạ Lan mê mẩn tới thăm nương tử của mình vì biết tin cô ngã ngay trước mặt mọi người, điều này khiến cho trưởng nữ thốt ra một câu nói khiến cho nữ chính của chúng ta suy ngẫm lại chuyện năm đó. Vừa hay gia chủ cũng đi tới, trưởng nữ cũng Hoa Thiện lại và tặng cho cô chiếc vòng tay, nàng từ chối nhưng trưởng nữ vẫn dúi vào tay nên nàng đành phải lấy. Bỗng dưng được quan tâm nhất như vậy cũng khiến nàng lo lắng. Các phu nhân khác không được trưởng nữ ban tặng đồ như vậy đâm ra sẽ có rất nhiều hiềm khích lại còn tăng sự nghi ngờ của Hoa Mạn nên nàng định về nhà giải quyết chuyện từ cha mình trước. Nàng vừa về phủ thì đã bị bà Lý bắt nên mang đồ ăn tới cho Dạ Lan. Nàng không muốn đi vì biết chàng rất bận nhưng bà nói nhiều quá nên nàng đành đích thân mang sang trong đêm khuya rồi vội rời đi. Chàng chưa kịp giải thích, các tỷ nữ bên cạnh cũng cảm thấy thương xót cho nàng vì mới lấy chồng mà không được chung chăn chung giường. Tuy chàng cho người mang tiền và đất đai cho nàng quản lý nhưng vẫn buồn. Sáng hôm sau nàng cùng chồng mình khởi hành tới nhà của bố mẹ mình nhưng đang đi Dạ Lan nhận được tin xấu của Mục Dao, Hoa Thiển liền đồng ý cho chàng đi giải quyết còn mình tự về nhà ngoại. Trên đường đi về nàng bắt gặp một vụ oánh nhau tưng bừng giữa những đám thương nhân và một tên trộm tiền. Nàng liền xuống giải quyết một cách ổn thỏa và vừa hay gia chủ cũng đứng ở trên tầng lầu nhìn thấy cách mà nàng giải quyết, rất nhanh chóng và gọn gàng, lại còn cho hắn một cơ hội làm việc tại nhà mình. Hắn là Nhung Châu, số má của hắn thật là may mắn khi được đại phu nhân cứu mang. Nàng về đến đầu ngõ, bố mẹ đã đứng sẵn đó chờ nàng về, trong đầu nàng xoẹt qua cảnh kiếp trước cả gia đình bị giết nên tình yêu của cô với gia đình càng lớn hơn. Vừa nhà cô nàng đã bị mẹ mình quản thức việc chưa động phòng với Dạ Lan, bà rất lo lắng cho con mình nếu để lâu mà không có con chắc chắn sẽ bị mất vị trí. Nhưng cô nàng cũng sớm rời đi vì có chuyện quan trọng muốn nói với cha mình. Cô nàng biết rõ sự đố kỵ của mình khiến cha hã hại toàn bộ nhà họ Mục nên lần này cô muốn thay đổi thế cục. Bước vào chào cha mình, ông không nói gì và cô bắt đầu nói về Mục Vân Bình và ông cũng không quan tâm. Thấy không có gì thay đổi nên cô đã nói việc mình tới Trọng Chi Viên chơi thì bị con chị họ đẩy ngã xuống ao. Cô vừa nói vừa nức nở và nhận ra gián điệp trong nhà họ Trọng, giờ gia chủ đã để ý đến cha rồi. Cô mong cha mình đừng làm gì để gây sự chú ý, cô đang nói giúp cho gia đình họ Mục nhưng đột nhiên cha cô hỏi vặn lại không phải từ trước đến giờ con rất ghét gia đình đó sao. Cô nhớ lại kế hoạch mà cô bày cho cha mình để tiêu diệt gia đình họ Mục, đó cũng là cái nghiệp mà gia đình cô phải chết sau này. Quay về hiện tại, bây giờ gia đình cô cũng có quyền lực rồi không cần phải như vậy.
Từng lời nói của cô thuyết phục cha mình, lo lắng trong phút mốt nhưng cũng may mắn cha cô đồng ý với lời thuyết phục này. Vừa ra ngoài thì gặp đại ca của mình, vẫn mập mạp và ăn hại như ngày nào, chỉ có đợt đi lưu đày rèn luyện bản thân trong kiếp trước mới gầy được. Cô nàng vẫn lạnh lùng khi đại ca mình tặng cho lụa trắng để làm quần áo nhưng cô cũng đã đổi gu đổi style nên không cần nữa. Trong bữa cơm tối thịnh soạn, Dạ Lan cũng xong chuyện liền chạy vội về nhà vợ vừa kịp bữa cơm nên mọi người ai cũng vui vẻ. Cả nhà vợ mời con rể nhiều rượu quá nên nàng sợ chồng mình say nên kéo Era về vội. Ngồi trên xe, Hoa Thiển nói muốn gặp Mục Giao, điều này khiến cho Dạ Lan giật mình. Anh liền vội giải thích thì nàng đã nói mình và Mục Giao từng quen như tỉ muội, gặp nạn từng giúp đỡ nên giờ chỉ muốn nói chuyện với cô ấy. Anh liên mồm ta đang giúp cô ấy như một người bạn, cả đời này ta chỉ yêu nàng. Nếu mà là thời nay nói anh chỉ yêu mình em thì chắc chắn là đang yêu nhiều cô cùng lúc rồi. Cha mẹ Hoa Thiển dường cảm thấy an tâm hơn về đứa con gái của mình vì ngày càng trưởng thành, cả hai rất vui mừng ngồi thưởng trà cùng nhau, giờ người mà khiến họ lo lắng là ông anh trai của nữ chính. Dạ Lan dẫn vợ mình tới gặp Mục Giao, vừa gặp cô ấy Hoa Thiển đã suy nghĩ giết người, vì muốn được sống nên tự tát mình một cái cho giác ngộ. Đột nhiên Mục Giao tỉnh dậy và chửi nàng thậm tệ tôi sẽ vạch ra sự thật để gia đình cô không được yên. Hoa Thiển bây giờ chỉ muốn làm người tốt, cô còn rót trà cho Mục Giao uống để bớt nóng giận nhưng điều đó càng khiến nàng ta tức hơn, hất tay một phát rơi luôn chén trà. Nghe thấy có động tĩnh nên ông anh giai chạy vào thì thấy trên mặt vợ mình có vết tay, nghĩ Mục Giao đánh vợ mình nên liền trách móc. Hoa Thiển thấy vậy liền vội vàng giải thích là do mình chứ không liên quan tới cô ấy rồi chạy ra ngoài. Trong phòng một nam một nữ, nhưng hai người dường như hiểu lầm ý nhau mà Mục Giao muốn chuyển đi chỗ khác ở, yên tĩnh hơn chỗ này. Nghe vậy Dạ Lan tức giận rồi rời đi. Hôm sau Hoa đại nhân tới gặp gia chủ để xin đỡ án cho Mục Vân Bình, vậy là mức án của ông ta chỉ có 3 năm lưu đày, như vậy cũng tốt, ông ta sẽ không tự tử vì tuyệt vọng. Hoa Thiển viết một bức thư rồi sai người đưa cho ông ấy. Đến ngày Mục đại nhân lên đường, Mục Giao tiễn cha mình đi, cô cũng tới gặp Dạ Lan để cảm ơn, anh chàng nói không cần nhưng cô cứ cố chấp đòi đền đáp. Anh liền kể ra lỗi tại mình không nên bắt được cô lần đó. Đó là trong khuôn viên nhà họ Trọng, cô leo lên cây bắt con vẹt thì đột nhiên bị ngã xuống và người cứu được cô chính là anh chàng. Mục Giao vẫn chấp niệm đó là do Hoa Thiển gây ra nên sẽ báo thù cô bằng được, nhưng đúng kiếp trước là thế nhưng giờ cô đầu thai biết hối cải rồi. Đến tối anh chồng trở về và mang theo Mục Giao, anh nói để cô ta làm tỳ nữ cho vợ mình nhưng Hoa Thiển không cần. Mới nhìn thấy nhau mà nàng đã có nhiều suy tính rồi và cũng nói phủ của chồng không có ai chi bằng để cô ấy làm tỳ nữ ở đó. Sau khi thiếu gia rời đi, bà cùng mấy thị nữ đều rất lo lắng cho Hoa Thiển vì trong mắt họ Mục Giao là kẻ đang chú ý tới Dạ Lan, cố tình tiếp cận anh ta. Gia chủ đang đứng ở phòng trà chơi đùa ngắm vạn vật, Nhung Châu cũng từ tên trộm biến thành người bưng bê mang trà vào cho anh ta. Vừa hay trong phòng trà lại có xích mích giữa Hoa Thâm và một cô gái. Nhìn thấy chướng mắt nên ngài cho người của mình xuống giải quyết. Hoa Thâm oai như cóc khoe quyền lực và cho người xuống tẩn thị về thì lại bị hai người họ đấm cho gãy cả răng, cô gái may mắn cùng hai anh thị vệ. Nghe tin đại ca của mình đang vướng vào vụ lùm xùm, Hoa Thiển liền tới Bạch Lầu, vừa tới thì anh mình đã bám víu lấy cô nói mình bị đánh, hai tên tráng sĩ kia cũng sỉ nhục cô. Nghe xong cô liền tức giận cho người bắt họ lên huyện để giải quyết, Nhung Châu thấy ân nhân của mình bị bắt nạt nên xông ra thì bị thị vệ kia đấm cho ngã tại chỗ. Sau khi giải quyết quyết đoán, hai thị vệ xin lỗi cô và đại ca bị nhốt ở nhà, cô cảm thấy như có ai đang theo dõi mình. Định cho Thiên Chỉ đi điều tra thì gặp gia chủ, anh nói rất ấn tượng và muốn về chung với nàng. Trên đường về cả hai đều im lặng, Hoa Thiển muốn khuấy động bầu không khí bèn hỏi vài câu nhưng anh cũng không trả lời. Đến lúc về đến nhà, nàng suy nghĩ có khi nào vì mình thay đổi nên gặp nhiều người mới hơn không. Đúng lúc Dạ Lan về, cùng ngồi ăn cơm với nàng, còn chủ động gắp thức ăn nữa, anh muốn từ giờ chăm sóc cho vợ nhưng có vẻ vợ anh xa lánh anh nhiều chút. Đến lúc ho cô cũng lấy khăn của Thiên Chỉ chứ không cần anh đỡ dù anh giơ tay ra. Cô cũng hỏi anh định đối xử thế nào với Mục Giao, anh nói chỉ yêu mình nàng mà thôi. Người hầu xung quanh ai cũng vui vì công tử đã quan tâm đến thiên kim nhà mình nhưng lại chán ngang vì nàng lại từ chối và xa lánh Dạ Lan. Hôm sau Dạ Lan sai người mang quà tới tặng cho Hoa Thiển để gắn liền bù đắp cho nàng. Mỗi ngày đều có một thứ mới, Nâm Phong chạy đi chạy lại cũng không thấy mệt vì đã giúp đỡ được chủ nhân mình lại gần phu nhân hơn. Thấy không có tiến triển nên đích thân anh chàng mang đồ tới, cảm giác như cua lại bà vợ mà sao khó khăn quá. Anh chàng muốn rủ nàng đi chơi mà nàng từ chối hết. Nàng tới thăm trưởng công chúa, mỗi ngày đều đặn hôm nào cũng tới thăm bà. Mỗi lần nàng đến đều có người báo tin cho gia chủ, anh cũng thắc mắc không biết tại sao. Hôm nay các nàng dâu tụ họp đông đủ, lại còn thích chọc xoáy nhau một lát sau có một thị nữ mang vải tới. Đó là quà của Thái hậu, nữ hầu muốn mang vải cho gia chủ nhưng lại bị mọi người nói muốn tiếp cận. Thế là trưởng công chúa nhờ luôn nàng đi mang cho Khê Ngọ. Nàng vừa tới mang vải thì Khê Ngọ vẫn giả vờ lạnh lùng không nói gì,
Nàng mang lên tận bàn rồi quay về thì anh ta đưa sách cho nàng hỏi tỷ có biết đọc sách không. Hóa ra đó là sách thống kê số tiền mà Hoa Thâm đại ca nàng ăn chặn của các kỹ viện. Anh liền nói tiếp có khi nào hoa chủ không dạy được con hay là hoa chủ cũng như vậy. Nghe xong nàng mê mẩn quỳ xuống xin tha và giải thích. Anh liền đứng lại thì cô chân tay run lẩy bẩy đưa tay lấy thứ gì đó. Ngọ Khê nói không trách tỷ, nhưng cũng đủ khiến nàng sợ hãi, thế là tất cả mọi người ra thăm trưởng công chúa. Lúc về thấy vợ mình cứ run lẩy bẩy, Dạ Lan hỏi sao có chuyện gì cũng giữ trong lòng thế. Nàng dường như đang bị đau đầu vì mùi hương trên xe kỳ lạ khiến mình choáng váng không nghe được câu hỏi, chàng lại thôi không hỏi nữa. Đêm xuống, trong phòng rất lạnh lẽo, lạnh đến mức đang ngủ mà Hoa Thiền phải tỉnh dậy, sau đêm đó nàng muốn ngủ nướng nguyên ngày vì bị bệnh. May là chỉ bị cảm lạnh chứ dính phải ung thư hay gì thì hết phim sớm. Vợ ốm nhưng Dạ Lan không tới thăm, anh cho rằng lúc này cô cần người nhà hơn nên đã cho người đi gọi gia đình cô tới thăm nàng. Trưởng công chúa ngồi chờ nữ chính tới chơi mà mãi không thấy, người hầu bên cạnh cho người đi thăm dò mới biết nàng bị cảm lạnh, bà vô cùng lo lắng kêu người đi lấy thảo dược. Người nhà nữ chính tới thăm nàng, Hoa Thâm nhìn thấy gái lại tớn lên. Đến lúc vào thăm thì lại nói gặp một nữ nhân xinh đẹp bước từ phòng của Dạ Lan ra, điều này khiến Hoa Thiển tức giận lại chửi cho anh dai một trận. Trước lúc bà về, Hoa Thiển nhắc mẹ nhìn nhớ nói với cha một câu là có thể răn đe được đại ca mình. Bà mẹ vốn chiều con trai nên khi về tuyệt nhiên không nói gì và vừa đánh vừa xoa cho đứa con trai của mình. Sắp tới là sinh nhật của Dạ Lan, Hoa Thiển lại nghĩ rằng có khi nào nguồn gốc Dạ Lan thích cô ấy là từ lúc họ còn nhỏ hay không. Rồi cô cho mọi người chuẩn bị bữa tiệc cho anh. Không đinh đình nhưng lại vô cùng ấm cúng và đầy tình thân. Ban đầu Dạ Lan định không đi nhưng rồi lại gật đầu đồng ý. Cả Ngọ Khê cũng muốn tới bữa tiệc, bữa cơm chúc mừng sinh nhật có ba người. Độc ăn cơm thôi thì chán quá, Hoa Thiển cho người mang cây đàn vào và bảo Mục Giao chơi đàn vì cô ấy rất giỏi. Đàn xong thì Ngọ Khê vỗ tay chúc mừng sư huynh mình vì có nhiều nữ nhân giỏi và xin luôn Mục Giao về nhà mình. Nghe thấy Ngọ Khê nói thế, Hoa Thiển cười vui lộ hẳn ra ngoài, nàng nói vì Mục Giao đàn hay quá nên mải mê nghe đàn, Ngọ Khê cũng muốn Hoa Thiển đàn để xem ai tài giỏi hơn. Nàng sợ mình là spotlight nên từ chối gảy đàn rồi rời đi lấy canh mình tự nấu cho anh chồng của mình. Ông chồng ăn ngon mà sụt một phát hết luôn. Hai huynh đệ ăn uống nhậu nhẹt đến tận đêm tối, Hoa Thiển ngẩn ngơ chỉ muốn mọi người ra về. Đến khi Dạ Lan rời đi lấy đồ, Ngọ Khê mới hỏi tới sư tẩu của mình, lời nói đầy tính sát thương, Ngọ Khê hỏi một câu nữa tỷ có phải là Hoa Thiển không? Một câu hỏi đầy sự nghi ngờ lại khiến cho nàng phải thắt hết cơ lại. Ngọ Khê lại tiếp tục, Hoa Thiển mà mình quen là người không cho bất kỳ nữ nhân nào gần Dạ Lan và nhiều lý do khác, Hoa Thiển khôn ngoan trả lời một cách đầy dứt khoát. Những lời nói này của nàng cũng được Dạ Lan nghe vậy, nàng thấy xấu hổ quá nên đã chạy đi, sáng nay thì thu hành lý chạy về nhà mẹ. Gia chủ đang thắc mắc mối quan hệ của sư huynh mình và Mục Giao, rất kỳ lạ, lại cũng rất nghi ngờ Hoa Thiển. Từ một cô gái vô cùng đố kỵ và muốn mọi thứ sao nay lại rộng lượng như vậy và cho người đi điều tra. Hoa Thiển về nhà chơi vài ngày, phụ huynh lại cho rằng vợ chồng cãi nhau nên cô mới bỏ về, ông bố không đồng ý vì con mình mới cưới chưa lâu mà đòi về nhà thật không ra thể thống gì. Ông vẫn không cho con ở, ăn cơm xong thì lập tức rời đi. Bà mẹ cũng khuyên con mình nhanh chóng rồi về, cô nàng thực sự muốn về ăn cơm nhưng lại bị bố mẹ nghĩ vậy nên cô cũng buồn nhiều chút. Về nhà cô nàng buồn bã vì cuộc chiến này cô phải tự mình làm, mọi người không một ai hiểu được nàng, ngồi từ đêm tới sáng không chịu ngủ. Sáng hôm sau nàng cho người gọi bà Lý tới cùng nhau xem sổ sách đất đai. Thị vệ hỏi Dạ Lan không tới thăm phu nhân của mình à vì hôm nay nàng đã học cách quản lý sổ sách rồi. Dạ Lan đột nhiên nổi giận vì điều đó mà admin cũng không hiểu tại sao vợ chồng kiểu gì lạ vãi. Kẻ lạ mặt theo sát Mục Giao và cũng tiếp cận được nàng trong phòng, hắn tới muốn ngỏ lời rủ Mục Giao đi cùng mình và hứa sẽ giúp cô ta điều tra chân tướng vụ việc gia đình nhà cô. Chưa kịp thuyết phục xong thì hắn đã bị phát hiện, một mũi tên bắn vào hắn, hắn nhanh trí đánh ngất Mục Giao rồi chạy đi như chưa hề có cuộc chia ly. Dạ Lan tới báo tin cho vợ mình và gia tăng thêm người bảo vệ, anh cũng nói luôn mình có lỗi với nàng, chắc hẳn cưới mình nàng vô cùng buồn bã. Chính vì những lời nói đêm đó của nàng khiến cho Dạ Lan có thêm tình cảm. Nàng lại né tránh chồng mình vì gần đây nghiên cứu sổ sách và học cách lễ của cúng gia tiên nên rất mệt mỏi muốn được nghỉ ngơi, Dạ Lan hiểu ý nên rời đi cho nàng nghỉ ngơi. Thùy Trúc rất thích Nhung Châu nên đã có lời với Hoa Thiển, nàng đồng ý cho cô ấy đi gặp người mình thích, dạo này lại có thích khách nên Nhung Châu được tới phủ đại phu nhân làm nhiệm vụ. Hoa Thiển cùng người hầu của mình chơi đùa mỗi ngày, đá cầu nhảy dây. Bà Lý như sốc tinh thần tại sao đại phu nhân lại nghịch ngợm như vậy. Nàng tập thể dục nửa tháng cũng đã cải thiện được bản thân, nay là cúng tiên gia, nàng cùng chồng mình tới làm nghi lễ, hương khói nghi ngút một vùng, trong phủ rất nhiều người qua lại. Buổi lễ đang diễn ra tốt đẹp, có mỗi Hoa Thiển quay ngang ngửa hóng chuyện thích khách tới, nàng vô cùng vui mừng vì điều này có thể thay đổi thứ gì đó. Nàng nhanh chóng chạy nấp sau trống, nàng biết được trước tình hình nên rất kiêu ngạo.
mũi tên cũng được giương lên về phía Dạ Lan. Mục Dao cũng đang chạy tới đỡ tên thì nàng cũng đã tới đẩy cô ấy ra. Muốn đẩy Dạ Lan tránh mũi tên thì ai ngờ nàng lại là người đỡ mũi tên này cho chàng. Nhung Châu nhìn thấy vô cùng thương xót, ai ai cũng lo cho Hoa Thiển, người hầu bưng chậu ra máu me be bét. Nàng đang hôn mê bất tỉnh rất lâu. Kẻ lạ mặt kia vô cùng tức giận vì không cướp được công thức gia truyền của nhà họ Trọng, có lẽ hắn đã quá coi thường bọn họ rồi. Hoa Thiển cũng đã tỉnh lại nhưng vẫn cảm thấy đau ngực, việc này không như cô dự tính. Lúc này nàng bắt đầu nói sự thật rằng người mà ở với anh ta lúc còn nhỏ ở trong chùa đó là Mục Dao. Cô vì thích anh nên đã làm đủ mọi cách để ép anh cưới mình. Nghe xong anh tức không nói lên lời liền rời đi luôn, đi một mạch đi tìm Mục Dao, mọi chuyện đều bị anh ta gạt đi hết. Mục Dao xếp hành lý chuẩn bị rời đi thì Dạ Lan chạy tới, hỏi luôn có phải nàng là đứa bé ở cùng mình trong 13 năm trước hay không. Cô nói đúng rồi anh lại tiếp tục hỏi miếng ngọc bội tặng nàng đâu. Nàng không trả lời mà lấy ở trong túi của mình miếng ngọc bội ra, đúng là miếng ngọc bội này rồi. Tìm được mối tình đầu nên hắn quyết định giúp nàng lập lại án Mục Dao vì bây giờ hắn không tin được vợ mình nữa rồi. Bên này Hoa Thiển lại mơ tới nỗi đau kiếp trước, không biết bao giờ mới kết thúc, còn chưa kể kiếp này lại bị Khê Ngọ nghi ngờ. Vừa sợ thì mở mắt hắn có mặt thật, trưởng công chúa biết chuyện nên bảo hắn tới thăm. Nàng giờ đây không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa nhưng đang mê man ngủ vì nàng dùng hương giảm đau. Khê Ngọ rất quan tâm đến nàng, còn muốn đút cháo cho nàng ăn. Nhưng vì những hành động quan tâm như này mà khiến cho Hoa Thiển phát hiện ra mục đích thật sự của hắn. Nàng quyết định bỏ qua cơn đau ngực của mình quỳ xuống trước mặt hắn và nói: "Chắc hẳn hôm nay ngài tới đây không chỉ vì trưởng công chúa đó là kiểm tra cô nàng có bị thương thật hay không." Nghe có chút đau lòng, khi cô nàng đứng dậy hắn thò tay ra muốn đỡ nàng. Nhưng không, nàng đã có những người hầu xung quanh và từ chối hắn nên đã vội vàng rụt tay lại. Đúng lúc Mục Dao tới mời Khê Ngọ về thư phòng, Dạ Lan thấy gia chủ tới nên cũng mời ra nói chuyện. Khê Ngọ liền rời đi còn Mục Dao dường như có chuyện muốn nói với Hoa Thiển nhưng lại thôi. Cô có lẽ rất tủi thân để sửa chữa sai lầm kiếp trước kiếp này Hoa Thiển đã cố gắng thay đổi bản thân rất nhiều. Nhưng cô vẫn thấy đau không phải vì vết thương mà vì bản thân đã cố gắng nhưng cái nhận lại vẫn là sự nghi ngờ. Khoảng thời gian Hoa Thiển bị thương trọng Khê Ngọ không đến nơi này gia nhân trong viện cũng lười biếng nên cả viện trông hoang tàn như bị bỏ hoang. Khoảng thời gian này bên nhà mẹ Hoa Thiển chỉ toàn gửi đồ tốt đến chưa từng đến thăm cô một lần không phải mẫu thân và đại ca không đến thăm cô mà họ đã bị Dạ Lan chặn lại còn nói nặng lời để hai người họ phải trở về mà không gặp được con. Hoa Thiển lập tức muốn gặp Dạ Lan hỏi cho ra lẽ nhưng không được, Mục Dao chặn ngoài cửa, cô nắm tay Mục Dao mong cô ta tin mình một lần. Cô muốn sửa chữa lỗi lầm mà mình gây ra. Hoa Thiển cầu được hòa ly, lời cô vừa nói làm kinh động tất cả mọi người có mặt, bất ngờ đến mức Dạ Lan trong phòng cũng phải đứng hình. Lúc trở về nàng bắt gặp Nhung Châu đang canh cửa viện, nàng nhận ra hắn là người cứu mình ở lễ tiên gia nên cô cũng đã động viên hắn tiếp tục cố gắng mà làm cho hắn vui mừng nguyên cả ngày. Đến tối, Dạ Lan mê mẩn chạy tới nhưng không muốn dùng bữa trong khi Hoa Thiển đang ăn uống rất ngon miệng. Dạ Lan luôn nghĩ tới những điểm tốt dạo gần đây của vợ mình còn cô thì đang bận tắm rửa cho thơm tho. Cô nàng chợt nhớ tới Nhung Châu, cô cảm thấy hắn không hợp làm thị vệ, lại có suy nghĩ có khi là người thân của cô vì cùng họ Hoa với mình nếu như cha có vợ bé bên ngoài. Nhưng thôi vì kiếp này có nhiều sự thay đổi nên gặp nhiều người mà cô chưa từng gặp. Nàng không ngủ được bèn soạn trang sức của mình còn tính mang đi bán một ít để sau này dùng đến. Đột nhiên Dạ Lan lù lù xuất hiện như vị thần ở phía sau khiến nàng giật mình đánh rơi ngọn trên trong tay. Nàng định bốc phét về tình cảm của mình với hắn để hắn thôi khỏi khi ngờ tại sao nàng cứu hắn ta. Xong rồi nàng chuồn đi mà ngoài dự tính vì cô yêu hắn như thế và Dạ Lan lại cho cô ở lại an nhàn làm đại phu nhân. Dạ Lan rời đi còn thổi tắt nến của nàng khiến nàng mò mẫn trong bóng tối để về giường. Vì không thấy được gì nên nàng bị vấp ngã cô cũng chỉ chửi hắn là ăn cháo đá bát. Đến cửa sổ bị mở ra nàng cũng không tới đóng được bị sợ vấp ngã. Dạ Lan cho Nam Phong tới lấy lại sổ sách và chìa khóa trong phủ, Thiên Chỉ ngăn cản cãi nhau inh ỏi một phen. Hoa Thiển đi tới giải thích cho Thiên Chỉ rằng bây giờ Dạ Lan không còn tin tưởng cô nữa rồi. Dạ Lan cắt hết toàn bộ người hầu, chỉ còn mình Nhung Châu tình nguyện ở lại. Nàng khuyên hắn mau rời đi nhưng hắn chỉ một lòng muốn bảo vệ nàng. Đến cả đồ ăn cũng bị cắt giảm, Thiên Chỉ cũng chỉ lấy được một chút thức ăn nhưng như thế là tốt hơn nhiều so với việc cô nàng đi đày ở kiếp trước. Đến y phục cũng bị cắt giảm. Cô nàng không chịu nổi định chạy đến tính sổ với Dạ Lan thì bị mọi người ngăn lại vì hiện giờ cô vẫn ở phủ Trọng không thể chống đối được họ. Nàng muốn ra ngoài mua đồ nhưng không thể được. Nàng chợt nhớ ra có người có thể giúp nàng điều đó là Nhung Châu, chính vì thế mà ngày nào nàng cũng có đồ ăn ngon để ăn. Trưởng công chúa cho gọi nàng tới và đương nhiên nàng phải make up rồi. Nhung Châu tặng Hoa Thiển một chiếc vòng tay, mới đầu nàng còn tưởng là đại ca mình tặng, đang muốn từ chối vì thứ này cô không ham nhưng trong vòng tay đó có chứa một con dao nhỏ. Hoa Thiển test thử độ sắc của con dao này thì nó vô cùng sắc bén và nàng quyết định dùng nó.
Nàng cũng cho Nhung Châu làm thị vệ của mình cùng tới thăm trưởng công chúa khiến hắn vui mừng lắm. Đến Trọng Chi Viên, nàng xui xẻ gặp ngay Khê Ngọ, hắn chỉ muốn hỏi tình hình của nàng ra sau nhưng nàng nghĩ hắn đang đe dọa chính mạng của mình. Một lần nữa Khê Ngọ phải cất cái tay của mình đi vì trưởng công chúa rất quan tâm cô ấy. Bà lại còn cho nàng ngồi cạnh mình nên ai cũng hiểu rõ vị trí của Hoa Thiển trong lòng trưởng công chúa là như thế nào. Bà còn trách nàng bị thương mà không báo để chút nữa gọi thái y sang thăm. Thế là lộ chuyện Khê Ngọ mang thái y sang giả là cho trưởng công chúa phái đến càng làm cho Hoa Thiển thêm cảnh giác. Thấy nàng muốn về, Ngọ Khê đuổi theo gọi mấy câu sư tẩu cô cũng không quay lại. Thế là hắn liền gọi luôn tên Hoa Thiển còn trực tiếp giữ cô lại nhưng bị nàng hất ra. Khê Ngọ định giải thích lời mình nói sáng nay không có ý xấu nhưng nàng đã vội vàng quỳ xuống trình bày gia đình còn có cha mẹ già yếu. Đại ca trẻ nhỏ và mong hắn đừng làm khó mình. Một lần nữa gia chủ lại tổn thương vì rõ ràng Hoa Thiển vẫn còn nghi ngờ mình cho rằng mình đang thăm dò cô thôi thì bỏ đi vậy. Gia đình nghe tin Hoa Thiển muốn hòa ly nên lập tức gọi cô về nhà một chuyến. Đại ca cô đã đợi sẵn còn muốn đỡ em gái mình xuống mà bị nàng ngó lơ. Thấy Hoa Thâm cứ nhảy nhót bên tai mình nên nàng phải khoe ra đã đẹp vòng huynh tặng. Tuy hắn không nhớ vòng mình tặng cho em gái nhưng với trí thông minh khiêm tốn nên không nghĩ nhiều. Về nhà chưa được bao lâu thì Hoa Thiển đã tranh chấp với phụ thân. Đại ca muốn bênh cho muội của mình thì bị cha quát một câu lại im re. Hoa Thiển trách phụ thân không ngăn chặn mình làm những việc xấu trước đó, không quan tâm đến con cái mặc cho chúng nó làm gì thì làm, người chỉ để ý đến vị trí tổng quản. Nàng khuyên cha nên từ chức rồi cả gia đình về quê mở một tiệm nhỏ, tranh cãi một hồi phụ thân không chịu được, thế là ông tát con mình một cái rồi đuổi cô từ nay đừng trở về nữa. Nàng chợt nhận ra không còn ai nghe lời mình nữa rồi, mọi người sống trong nhung lụa nhưng chỉ biết nghe lời cha. Trở về phủ Trọng, Dạ Lan thấy vết thương của Hoa Thiển nhưng không phải quan tâm mà là sợ làm mất mặt mình. Nàng không định tranh cãi đúng lúc thấy Mục Giao đi qua nàng liền chủ động ôm Dạ Lan. Khi biết Mục Giao nhìn thấy hắn đẩy cô ra luôn nếu hắn không chịu nhận thư hòa ly của mình vì sợ mất danh tiếng thì Hoa Thiển dùng đủ mọi cách để hắn chủ động hòa ly trước. Dạ Lan rất quan tâm đến Mục Giao còn muốn thanh minh những chuyện vừa rồi nhưng chưa kịp nói ra thì nàng chặn lại và nói mình chỉ quan tâm đến việc tìm ra ẩn khúc của gia đình mình. Sắp tới có tiệc thẩm hương, Dạ Lan sai Nam Phong đến báo cho Hoa Thiển về bữa tiệc này. Nàng biết sẽ có chuyện xảy ra và người này chính là Ngũ Gia. Vừa bước chân vào Trọng Chi Viên thì Hoa Thiển không may vấp chân ngã thế mà Dạ Lan lại lập tức tránh sang một bên, nàng cũng chẳng bất ngờ và nghĩ rằng hắn cố tình làm như vậy. Buổi tiệc có nhiều chủ quản trong và ngoài thành tới dự. Người đại diện của Mục Gia đến là Ngũ Sóc Mạc, cũng là tên thích khách thân quen của Mục Giao. Hai người đó còn tình trạng ý thiếp trước mặt nhiều người, Hoa Thiển thấy cũng quá lộ liễu. Mãi suy nghĩ mà cô không để ý mình chọt đũa muốn nát cái miếng điểm tâm làm thu hút của trưởng công chúa và Khê Ngọ. Sau tiết mục ăn uống là đoán hương, Hoa Thiển thấy việc này thật buofn chán ngồi gõ gõ ly trà thì bị Dạ Lan nhăn mặt thế là cô bỏ luôn. Ra ngoài ngồi thì Sóc Mạc cũng chạy ra theo hỏi han về tình cảm của cô và Dạ Lan có vẻ khá lạnh nhạt. Hắn muốn hợp tác với nàng tách Mục Giao và Dạ Lan ra nhưng rồi lại muốn đẩy Mục Giao vào tay Dạ Lan cũng vì hắn phải bội mà hóa ra lân nguy lần này Sóc Mạc lại chủ động đề nghị. Đương nhiên Hoa Thiển không muốn dây vào những chuyện này nên cô định giả vờ mình còn bị bệnh sau khi đỡ mũi tên đó để chuồn trước mà Sóc Mạc vẫn muốn nói thêm vài lời. Cũng may có Khê Ngọ đến giải vây nên hắn mới chịu rời đi. Hoa Thiển vội vàng giải thích mình không có ý làm hại Mục Giao nên mong gia chủ đừng tin lời tên kia. Trước khi rời đi nàng còn khuyên Khê Ngọ chuyện tình cảm vẫn nên tự thân cố gắng. Chưa đi được nhiều thì đã bị Hoa Mạn chặn đường. Cô ta lớn giọng sỉ nhục Hoa Thiển. Cô nàng định không đôi co nhưng phát hiện cho người theo dõi nên cô quyết định xanh chín với Hoa Mạn. Cô còn cố tình gào mồm to lên để cho tên nấp ở kia nghe được mọi chuyện. Hoa Mạn kiêu ngạo nói rằng Hoa chủ quản không có mình thì không có ngày hôm nay. Rồi à ta khiến nàng phải quỳ rước chân mình vì bị Hoa Thiển ngáng chân. Hoa Mạn tức lòi lờ ngôn từ mất kiểm soát. À đòi làm chủ mẫu của Trọng Chi Viên và lúc đó mới tính sổ với Hoa Thiển vừa hay Trọng Khê Ngọ đã nghe hết Hoa Thiển còn giả bộ yếu đuối rồi rơi nước mắt nói rằng Hoa Mạn ăn cháo đá bát. Mới nãy không cần đến phụ thân mình giờ lại đổ tội cho ông ấy bị gia chủ trách tội Hoa Mạn. Thấy Hoa Thiển chuẩn bị rời đi à ta ném tô canh nóng vào người nữ chính nhưng may Khê Ngọ nhanh chân đỡ trước mặt Hoa Thiển. Có thể thấy mùi khói còn bốc lên ngùn ngụt, Hoa Mạn cùng tỷ nữ bị lôi xuống nhà giam. Hoa Thiển phải đi theo Khê Ngọ và hắn muốn cô bôi thuốc cho mình. Thấy nàng không bị hắn dọa nữa nên đành ngoan ngoãn nghe lời. Thiển thấy vết thương của Khê Ngọ khá nặng nên Thiển không thể làm ngơ vội bôi thuốc cho hắn xong việc. Nàng định chuồn trước mà Khê Ngọ cứ muốn hỏi sao cô lại nhắc đến Mục Giao mãi vậy Hoa Thiển cũng chẳng giấu. Ngũ Sắc Mặc có ý với Mục Giao mà ánh mắt Khê Ngọ nhìn Mục Giao. Cô là nữ tử nên biết đó là ánh nhìn ái mộ hơn nữa cũng mong Khê Ngọ đừng làm khó mình. Khê Ngọ tưởng Hoa Thiển cũng để ý đến mình liền vui ra mặt. Còn chặn không cho cô rời đi Hoa Thiển quay lại thấy Khê Ngọ y phục không chỉnh tề vội quay đi thì đập đầu vào cửa.
Lúc trở về yến hội, ai cũng nhìn thấy cục u to đùng trên trán Thiển, sắc Mạc cũng nhận ra Khê Ngọ thay y phục. Hắn cùng trưởng công chúa đều nghi ngờ Thiển và Khê Ngọ vừa có gì đó mờ ám, vì là người chiến thắng Sóc Mạc muốn đổi phần thưởng là Mục Giao, nhưng Dạ Lan đương nhiên không đồng ý lại. Anh lại còn tuyên bố trước nhiều người Mục Giao là mỹ nhân của mình. Điều này khiến cho ai cũng sửng sốt. Thiển biết việc này và đúng với ý cô, tí nữa cô sẽ khóc bù lu bù loa để đòi hòa ly. Nếu không phải phụ thân cô can thiệp, nàng cũng có cớ vì chồng có gái nên mình có quyền. Dạ Lan đã chính thức thổ lộ với Mục Giao, còn hứa đợi giải quyết xong việc của Mục gia thì sẽ hòa ly Thiển và đường đường chính chính rước nàng về phủ. Mục Giao đúng là số đào hoa, vừa được Dạ Lan tỏ tình về đến phòng Ngũ Sắc Mặc đã đợi sẵn hắn, còn thề mình yêu Mục Giao từ cái nhìn đầu tiên, cũng không bỏ cuộc chỉ vì Mục Giao có người trong lòng. Nghe được tin tỷ nữ của cô ta được gia chủ tặng cho một du mục đã rời đi sáng nay, nghe xong Hoa Thiển không kìm nổi cảm xúc mà đánh rơi khăn đầu. Thấy chủ nhân ở trong phòng quá, nhiều hội thiên chỉ rủ Hoa Thiển chơi đá cầu. Mới đầu còn từ chối nhưng chơi một hồi Hoa Thiển cũng nghiện luôn, còn đá rất hăng nữa, đúng lúc Nhũ Mẫu về. May có Nhung Châu giả bộ ho để ra hiệu ai về việc nấy, Hoa Thiển cũng giả bộ đang nằm tắm nắng chút nữa thì bị Nhũ Mẫu phát hiện vì cô ra nhiều mồ hôi. May là bà ấy nghĩ do trời nắng quá, thấy Nhung Châu suốt ngày canh gác ngoài cửa, Hoa Thiển phải cho gọi người và nói hắn tương lai còn dài, đừng cả ngày chôn chân ở đây. Nghe lời Hoa Thiển, Nhung Châu đến nơi luyện võ để luyện tập, điện không động thủ, nhưng mấy huynh đệ này không hiểu tình thế, vậy thì Hoa Nhung Châu không ngại đem bọn họ ra làm bao cát võ nghệ của mình. Nhung Châu rất cao cường, ai đến cũng chỉ có một kết cục là nằm đo đất đánh bại hai người mà cơ thể không một vết xước, những người còn lại không dám tỉ thí với Nhung Châu nữa. Nam Phong từ lâu đã muốn một cuộc so tài, nhân cơ hội này đấu với Hoa Nhung Châu một ván, kết quả không rõ thế nào nhưng thiên hạ đồn Hoa Nhung Châu đánh ngang cơ Nam Phong. Chuyện đến tai Hoa Thiển, cô còn gọi Nhung Châu vào khen hắn rất giỏi. Hoa Nhung Châu khiêm tốn tự nhận Nam Phong đã nhường mình, nhưng khi nghe Hoa Thiển gắn ghép mình cho tỷ nữ bên cạnh, Hoa Nhung Châu không vui nổi nữa. Ngũ Sóc Mạc vẫn nghĩ cách để gặp được Hoa Thiển dù thuộc hạ của hắn đã thất bại cả nghìn lần, vừa hay hắn gặp Hoa Thâm cũng đến phòng khách này uống rượu. Ngũ Sóc Mạc giả bộ tình cờ đến đây, tranh thủ đến bắt chuyện làm quen với Hoa Thâm, nói qua nói lại một hồi, hắn muốn Hoa Thâm giúp mình hẹn gặp Hoa Thiển. Ngũ Sóc Mạc thất vọng rồi, Hoa Thâm tuy trông ngốc nghếch nhưng cũng rất có chính kiến, còn nói mình không thể thay Hoa Thiển quyết định chuyện này được. Thật ra Hoa Thâm sợ giúp rồi Hoa Thiển sẽ giận và mắng người làm đại ca này. Hôm sau Nam Phong lại tìm đến để tỉ thí võ nghệ với Hoa Nhung Châu, hai người dùng kiếm thật để đấu, Nam Phong cũng rất nghiêm túc ra đòn, làm Nhung Châu muốn giấu người cũng không được. Vì Nam Phong làm hỏng kiếm của Nhung Châu mà hắn không giữ được bình tĩnh nên lỡ thể hiện năng lực thật đánh Nam Phong chút nữa thì bay khỏi võ đài, qua đấy thì ai cũng biết lúc trước đều là Hoa Nhung Châu đã nhường Nam Phong. Nam Phong không để ý mình đã thua, còn vui vẻ muốn nhanh chóng đi báo cho đại gia rằng người đã tuyển được một nhân tài vào phủ. Lúc Hoa Nhung Châu về viện, rất nhiều cánh hoa được tung ra, hóa ra là trò của Hoa Thiển, cô biết tin Nhung Châu đánh thắng Nam Phong nên làm màn chúc mừng này cho hắn. Lần trước để ý thấy kiếm của Nhung Châu đã cũ, lần này lại hỏng nữa, Hoa Thiển đã đặt làm riêng cho hắn một cây kiếm tốt mới, nhưng người đi theo Hoa Thiển cô nhất định không ngược đãi họ. Bên này trưởng công chúa vẫn suy nghĩ đến chuyện của Hoa Thiển, thấy mình không thể đứng ngoài mãi, bà quyết định đứng lên, dù trước đó trưởng công chúa không có mấy thiện cảm với Hoa Thiển. Bà ấy biết thừa chuyện Hoa Thiển lừa cưới Dạ Lan chỉ là luôn làm ngơ, nhưng giờ khác rồi, trưởng công chúa đã thật sự yêu thương Hoa Thiển, thấy cô cứ một mực bênh Dạ Lan. Còn giúp Mục Giao nói đỡ vài lời, người cảm thấy Hoa Thiển lại trở nên mềm mỏng như vậy, còn tình nguyện chia sẻ phu quân của mình cho nữ nhân khác. Trưởng công chúa không ngờ Hoa Thiển còn đích thân xin người ban khẩu dụ nạp Mục Giao làm thiếp cho Dạ Lan. Thật sự trưởng công chúa cũng cạn lời nhưng người vẫn chiều theo ý Hoa Thiển, Hoa Thiển làm vậy. Đây cũng là có mục đích, chỉ cần Dạ Lan nhận ra Hoa Thiển và Mục Giao không thể chung sống hòa thuận, hắn sẽ đồng ý hòa ly với cô. Đúng lúc này Ngũ Sóc Mạc đã chờ sẵn để chặn đường Hoa Thiển, nàng lần này đã chịu nói chuyện với hắn. Cô cũng cho hắn biết việc tháng sau Mục Giao sẽ trở thành thiếp của Dạ Lan. Nàng khuyên hắn nên buông bỏ Mục Giao đi, dù gì hai người cũng mới gặp nhau có vài lần. Trong hôn lễ của Mục Giao, Hoa Thiển rất hài lòng, giờ hai người đó đến được với nhau cô cũng sẽ sớm được tự do. Không như Hoa Thiển nghĩ, Dạ Lan rất tức giận, còn cho rằng Hoa Thiển có mưu đồ riêng, đừng tỏ ra hiểu và quan tâm đến hắn. Chỉ cần hòa ly với Hoa Thiển rồi cưới Mục Giao về làm chính thất là được, nhưng Dạ Lan không đồng ý. Hắn đùng đùng tức giận bỏ đi, Mục Giao thì ánh mắt sắc hơn, Giao cô ta thấy Hoa Thiển thật thâm hiểm. Cô ta nghĩ Hoa Thiển muốn biến mình thành một người vợ lẽ để làm nhục. Hoa Thiển không quan tâm, cô không muốn soi đo với Mục Giao. Cô ta muốn nghĩ sao thì nghĩ, Hoa Thiển rất để ý đến hôn lễ lần này của Mục Giao. Cô còn nghiên cứu xem làm sao cho hôn lễ thật lớn, còn muốn kế quản gia chuẩn bị y như hồi cưới mình vào phủ hôn yến, như vậy khách mời cũng mời y chang, còn phải bỏ thủ tục dâng trà đi. Hoa Thâm đến tìm Hoa Thiển tình cơ đụng trúng Mục Giao, cô ta lần này giả bộ thân quen còn muốn dẫn Hoa Thâm đến chỗ Hoa Thiển, nhưng đại hoàng ngăn lại và hắn có thể dẫn công tử đi được.
Hoa Thâm đến là muốn nhờ Hoa Thiển nói vài lời với phụ thân. Trước đó Hoa Thâm muốn tặng một tình nhân của mình cho một huynh đệ nhưng cô ấy kịch liệt phản đối, còn quyên sinh bằng cách đập đầu vào cột. Hoa Thâm nghĩ rằng mình không sai, còn cho rằng người kia chỉ là tù nữ, là tội phạm bị lưu đày mồ côi không cha không mẹ thì phải nghe lời ân nhân là mình. Thấy đại ca không có tình người như vậy, Hoa Thiển thật sự không thể chịu nổi. Cô nhớ đến chuyện ở kiếp trước, nếu mình cũng như vậy thì Hoa Thâm cũng nghĩ cô đáng bị như thế sao? Hoa Thiển đuổi Hoa Thâm về còn gọi Nam Phong đến, nhờ hắn đến Hoa Phủ hỏi xem những nữ nhân của Hoa Thâm ai muốn rời đi thì mang họ đến đây. Cô sẽ cho họ một số tiền đủ để sống đến già. Lần này Hoa Thâm gây chuyện, Hoa Tổng Quản không chịu để yên nữa, còn dùng roi đánh cho Hoa Thâm kêu trời gọi đất, vài người trong viện của Hoa Thâm cũng được đưa đi. Hoa Thiển để Thiên Chỉ cho họ tiền rồi xem họ muốn đi đâu thì sắp xếp cho Mục Giao đã chính miệng nói ra mình đồng ý làm tiểu thiếp của Dạ Lan. Hắn đương nhiên rất vui vì Mục Giao đã hiểu cho mình. Hoa Thiển từ xa thấy hai người họ tình cảm cũng yên tâm phần nào rồi, như vậy rất nhanh cô sẽ được giải thoát trần đời, chưa có nữ nhân nào lại làm hôn lễ cho phu quân mình lớn như vậy. Hoa Thiển còn mở cả hôn yến khiến người đến dự không khỏi trầm trổ, Khê Ngọ rất tò mò tại sao Hoa Thiển trông có vẻ rất vui như vậy. Cô phải giả bộ là mình cũng buồn nhưng trong ngày vui không thể xị cái mặt ra được. Khê Ngọ chỉ thắc mắc có phải Hoa Thiển thật sự đã không còn quan tâm đến Dạ Lan nữa rồi hay không. Lúc trước Hoa Thiển từng nói bỏ thủ tục dâng trà đi, cô không cần Mục Giao dâng trà cho mình. Nhưng Dạ Lan không đồng ý, hắn muốn mọi thứ đều phải như truyền thống ngàn đời này, hắn muốn làm gì thì làm đi. Nếu thấy cô ngứa mắt thì Hoa Thiển chỉ mong hắn mau hòa ly đi. Dâng trà xong, Hoa Thiển tặng quà cho Mục Giao, cô ta từ đầu đến cuối đều im lặng không nói lời nào nhận quà của Hoa Thiển. Xong Dạ Lan lập tức dẫn Mục Giao rời đi, mẫu thân đến bất lực với Hoa Thiển. Nhìn cô chẳng có chút buồn bã nào, ngược lại còn vui vẻ ăn uống nâng ly với mọi người. Đúng là không ra thể thống gì mà một hồi Hoa Thiển phát hiện Hoa Thâm không ở đây. Hóa ra Hoa Thâm trốn ra ngoài viện vì ăn uống no say rồi nên ra đó nghỉ ngơi, nô tỳ của Hoa Thiển cũng gửi lời cô nhắc Hoa Thâm đừng gây chuyện nữa. Hắn cam đoan mình chỉ ngoan ngoãn ở đây, đại hoàng đang đi lấy nước. Đợi tiệc tàn sẽ cùng mẫu thân về, Hoa Thâm nằm lăn lóc ở đó không biết rằng có một người cũng vừa hay đến đây, chỉ mất một lúc nô tỳ đã đến báo Hoa Thâm gây chuyện rồi. Nói rằng Hoa Thâm xông vào viện của Mục Giao. Lúc Hoa Thiển đến nơi, Hoa Thâm bị đánh ngất nằm trên đất, Mục Giao thì sợ hãi nép một góc. Hoa Thiển gọi mãi Hoa Thâm cũng tỉnh lại còn chưa kịp hỏi lời nào. Dạ Lan đã xông vào nghe người tình bé nhỏ của mình sợ hãi kể nể không nói lý lẽ, Dạ Lan rút kiếm muốn khử Hoa Thâm. Hắn muốn phế hai tay Hoa Thâm, và Hoa Thiển cũng bị đẩy sang một bên đè tay vào mảnh cốc vỡ đến chảy máu nhưng cô vẫn đứng ra bảo vệ đại ca. Hoa Nhung Châu muốn ngăn cản nhưng chỉ một chưởng của Dạ Lan đã không thể cử động được, đành trơ mắt nhìn nàng bị chĩa kiếm vào cổ, Khê Ngọ đến giải vây. Nhưng cánh tay cầm kiếm của Dạ Lan vẫn không chịu buông xuống. Không khí căng thẳng, không ai để ý đến ánh mắt gian xảo còn sắc hơn lưỡi dao của Mục Giao vì Khê Ngọ can thiệp nên Dạ Lan mới đồng ý nhốt Hoa Thâm vào nhà lao trước đợi Uông Huyện lệnh điều tra rồi xử lý. Lúc Dạ Lan bế Mục Giao rời đi, Hoa Thiển nhìn thấy ánh mắt căm ghét của Mục Giao, cô cũng có chút suy nghĩ. Khê Ngọ muốn xem vết thương của Hoa Thiển nhưng cô lại gạt tay hắn ra nên hắn để Hoa Thiển về viện chữa thương trước, việc ngoài sảnh để mình lo cho. Hoa Thiển thì để ý đến vết thương của Nhung Châu, hắn đã làm rất tốt, đã cứu cô một mạng rồi nên không cần tự trách. Hoa Thiển bị thương ở tay khá nặng, vẫn còn mảnh sành trong tay. Khê Ngọ muốn đích thân giúp cô xử lý, Hoa Thiển mới đầu còn từ chối nhưng Khê Ngọ nhất định muốn giúp cô cũng không ngăn được hắn, thấy Hoa Thiển thật lạ. Rõ ràng sợ đau đến thế sao còn đứng ra bảo vệ Hoa Thâm. Dù sao đó cũng là ca ca của cô không thể đứng nhìn Nhung Châu đang vui vẻ mang thuốc đến cho Hoa Thiển từ ngoài cửa thấy cảnh gia chủ đang ân cần chăm sóc vết thương cho cô. Hoa Nhung Châu chỉ có thể lặng lẽ rời đi, đến Thiên Chỉ hỏi han cũng không trả lời. Khê Ngọ đi rồi Thiên Chỉ mới dám nói nhỏ với Hoa Thiển có thấy gia chủ đối xử khác với mình không. Hoa Thiển cho rằng vì mình biết được bí mật của Khê Ngọ nên hắn mới cư xử tốt với mình. Hôm sau Hoa Thiển đến tìm Mục Giao, cô bị thị vệ ngăn lại là lệnh của Dạ Lan sai họ ở đây bảo vệ Mục Giao không để Hoa Thiển đến gần. Hoa Thiển bảo họ vào bẩm báo Mục Giao, cô ta sẽ cho cô vào, đúng như Hoa Thiển dự đoán vụ việc hôm qua chính là do Mục Giao gài bẫy Hoa Thâm. Lúc trước cô nhường nhịn cô ta nhưng hiện giờ Mục Giao lại dùng thủ đoạn bỉ ổi ấy để làm hại người bên cạnh. Lần này Hoa Thiển sẽ không bỏ qua, sở dĩ Mục Giao hãm hại Hoa Thâm là vì nô tỳ bỏ mạng hôm trước ở Hoa Phủ. Chính là Linh Lung cũng là tỳ nữ thân cận của Mục Giao. Nàng chính miệng thừa nhận cô ta có thể dùng mọi thủ đoạn để lột một lớp da mặt của Hoa Thiển, cô ta ra không tin Hoa Thiển cũng không tha cho Hoa gia. Mục Giao sẽ lợi dụng kể cả là người yêu cô ta. Dạ Lan để trả thù Hoa Thiển thật sự thất vọng, cô cũng hỏi chẳng lẽ người Dạ Lan gặp ở chùa ngày đó. Quan trọng thế sao, người đã từng lừa gạt nói dối thì dù sau này có sửa sai thế nào cũng không được tha thứ. Hoa Thiển khóc trước mặt Dạ Lan nhưng hắn lại cho rằng cô chỉ đang giả vờ yếu đuối để cầu xin cho Hoa Thâm. Hoa Thiển chết tâm thật rồi, muốn nghĩ sao thì là như vậy đi.
Thiên Chỉ dìu Hoa Thiển về lại viện, lúc đi ngang qua Nhung Châu phát hiện người Nam Phong để ý chính là Thiên Chỉ trở về viện. Hoa Thiển chán nản ra mặt, cô chẳng có hứng thú nghe ai nói hay làm gì cả. Đã nửa tháng trôi qua, vụ của Hoa Thâm vẫn chưa được xử lý, đến trưởng công chúa cũng tò mò sự việc là như nào. Người cũng muốn mời Hoa Thiển đến tâm sự một chút nhưng Hoa Thiển có vẻ cũng không muốn ra mặt. Nửa tháng này Hoa Thiển chỉ ở trong viện, lúc nào cũng lười biếng nằm một chỗ, chẳng biết Hoa Thiển nghĩ gì mà ngủ gật luôn. Cũng may Nhung Châu đỡ kịp để cô khỏi bị ngã. Hoa Thiển bỗng tò mò quá khứ của Nhung Châu, được biết hắn sống ở vùng quê nghèo rồi bị đem bán cho nhà giàu, sau đó trốn được một năm trước đến trọng phủ ghi danh làm thị vệ rồi làm cận vệ cho Hoa Thiển. Nàng hỏi hắn còn hận nhà giàu trước kia đối xử tệ không. Nhung Châu không hận, bởi vì bây giờ lời chưa nói hết Dạ Lan đã đến chen vào. Nhung Châu lập tức cảnh giác đứng chặn trước mặt Hoa Thiển, phải để cô kéo lại hắn mới chịu lùi về sau. Dạ Lan cảm thán Hoa Thiển thế mà nuôi ra một hộ vệ trung thành. Lan mời hắn qua đây, Hoa Thiển biết mời hắn về đi cô không có gì để nói cả. Lúc trước Dạ Lan không nghe cô nói, hiện giờ cũng không cần đến đây làm khó dễ Hoa Thiển, cũng không cần hắn tha cho Hoa Thâm, cứ làm những gì hắn muốn đi. Thấy Hoa Thiển bất cần như vậy còn chẳng thèm quan tâm đến hắn, Dạ Lan rất khó chịu trong người, vừa gọi Hoa Thiển một tiếng cô quay lại với vẻ mặt lạnh tanh. Hoa Thiển chỉ cười nhếch mép một cái. Nhìn những trang sức Hoa Thâm tặng cô lại nghĩ về đại ca ngây ngô nhưng rất yêu chiều mình. Hoa Thiển nghĩ kỹ, rồi ngày mai cô sẽ đến mấy cửa hàng kiểm tra xem họ làm ăn lỗ lãi ra sao, rồi xem rút được bao nhiêu tiền thì rút. Hoa Thiển nhận ra tiền rất quan trọng, thời nào cũng thế. Đi một vòng những cửa hàng xong, Hoa Thiển tranh thủ ghé khách ăn một bữa thật no nê, còn cho Thiên Chỉ và Nhung Châu ngồi ăn cùng. Hai người họ mới đầu còn ngại nhưng Hoa Thiển còn đích thân gắp đồ ăn cho họ nữa. Ăn xong thì trời cũng tối, Hoa Thiển quyết định đi dạo một lúc lâu rồi cô không ra ngoài phố chơi. Không ngờ nơi này lại nhộn nhịp đến vậy, mải nói chuyện và vì đi giật lùi chút nữa Hoa Thiển bị đụng xe, vẫn là Nhung Châu nhanh tay kéo giữ cô lại. Nhung Châu có một thứ tình cảm không thể tả với Hoa Thiển, nhưng cô lại chỉ xem hắn là đệ đệ còn thoải mái tiếp xúc gần mà khen hắn đã cao lên rồi. Đúng lúc Hoa Thiển thấy khê ngọ ở bên đường, rõ ràng là hắn theo cô đến đây nửa tháng này thấy Hoa Thiển không ra ngoài. Tại sao giờ lại ngẫu hứng đi dạo mà chẳng cần biết lý do? Nếu đã ra ngoài, khê ngọ đưa nàng đến một nơi tưởng là đi đâu, thế mà lại đến trước một tòa tháp 11 tầng. Khê ngọ muốn cùng Hoa Thiển leo lên đỉnh tháp, nghe đến thế Hoa Thiển vội từ chối, nếu cô mệt thì có thể vừa đi vừa nghỉ. Hoa Thiển muốn lôi lý do mình còn yếu là lại giả bộ hoa khan đau ngực. Khê ngọ vẫn không tha, hắn định bế cô lên thì Hoa Thiển thấy mình hết đau rồi. Hoa Thiển leo được lên đến tầng 11 mà muốn tụt huyết áp, thế mà chưa kịp ngồi nghỉ khê ngọ đã bắt cô mau ra ngoài đây. Hoa Thiển đành lết tấm thân mệt mỏi này ra ở trên đỉnh tháp, có thể nhìn thấy bao quát cả thành khiến Hoa Thiển rất thích thú. Khê ngọ hỏi cô có phải thấy vui hơn rồi không ở đây nhìn xuống. Mọi thứ phiền muộn cũng tan biến, Hoa Thiển thấy khê ngọ đối tốt với mình, thế hắn lấy lý do đồng minh phải giúp nhau làm Hoa Thiển cứ nghĩ trọ khê ngọ vẫn muốn tranh giành tình cảm của Mục Giao. Thấy Hoa Thiển đứng sát lan can, khê ngọ vội giữ cô lại. Hoa Thiển nói ra những lời đó, cả hai yên lặng một hồi rất lâu rồi cùng nhau quay sang nhìn đối phương, nàng hỏi có phải khê ngọ vẫn thích nàng ta không. Khê ngọ thẳng thắn đáp đúng vậy, chẳng biết hai người này nói linh tinh gì không nhưng Hoa Thiển rất ngưỡng mộ Mục Giao vì cô ta lúc nào cũng được người khác quan tâm như vậy. Còn mình thì được khê ngọ đưa cho bình rượu, Hoa Thiển chưa hỏi gì đã nốc luôn hai ngụm. Chẳng đợi khê ngọ lấy ly còn chê sao kỳ bo thế, có một bình này hai người sao đủ uống. Lúc biết đó là rượu mạnh, Hoa Thiển vội vàng chạy một mạch, còn chưa đi được mấy bước cô thấy đầu choáng váng. Nàng leo luôn lên lưng Nhung Châu để hắn cõng mình xuống dưới, vừa ra ngoài Hoa Thiển say không biết trời trăng gì thấy cô cứ bám dính lấy Nhung Châu, Thiên Chỉ đành đi lấy xe đến. Hoa Thiển làm loạn đu bám trên người Hoa Nhung Châu, chọc ngoáy khuôn mặt non tơ của hắn còn há miệng cắn luôn. Cái má Nhung Châu in cả vết môi rồi lăn ra bất tỉnh, thấy khê ngọ sắp ra Nhung Châu đành bế Hoa Thiển chạy trước. Nàng nằm gọn trong tay Nhung Châu vừa say vừa khóc vừa nói những điều bất lực trong lòng mình, không ai chịu tin ta. Hôm sau tỉnh lại đầu Hoa Thiển vẫn còn đau, thế mà cô vẫn nhớ được hôm qua trong lúc say mình đã làm loạn đến mức nào. Hoa Thiển đã nói hết ra ấm ức bấy lâu nay trong lòng mình. Cô chỉ muốn sống tốt thôi mà sao khó khăn vậy, sao ai cũng ghét bỏ rồi làm khó cô đủ thứ. Hoa Thiển phát hiện ra Nhung Châu bị thương muốn xem có phải mình ra tay không, thế mà hắn to tiếng làm cô giật hết cả mình. Nhưng thôi dẹp chuyện đó qua đi, Hoa Thiển muốn về Hoa Phủ đến để thông báo cho cha mình sẽ nghĩ cách cứu ca ca ra. Ông bố tuy không đồng ý định đánh con nhưng nàng đanh thép nên ông lại thôi. Cô vừa về lại đi, mẹ ra gọi cô lại ăn uống một chút rồi tâm sự với con mình và nàng cũng tiết lộ sẽ cứu được ca ca. Nàng biết thời này coi trọng Nam Nhi nên luôn nghĩ mẫu thân mình luôn thiên vị ca ca. Bà liền nói là con thì yêu hết nhưng vì con trai có quyền nhiều vợ, bà chứng kiến cảnh đó của mẹ của bà nên rất hiểu nỗi khổ. Hoa Thiển đã biết nỗi khổ tâm của mẫu thân, cô cũng quyết cứu đại ca ra, khuyên mẫu thân không cần quá lo lắng nữa, trở về phủ Hoa Thiển đã lấy về một số tiền lớn.
Hoa Thiển gọi Nhung Châu đến muốn nhờ hắn mang số tiền này tìm để mua văn tự bán thân của những người ghi trên giấy. Chưa đến một ngày, Nhung Châu đã mang thành quả về cho Hoa Thiển làm cô phải trầm trồ. Thôi, Hoa Thiển lập tức soạn giấy tờ xong xuôi, cô đưa thư hòa ly cho Thiên Chỉ bảo cô ấy mang đến cho Dạ Lan. Bản thân cùng Nhung Châu đến gặp Mục Giao vì không vào được bằng cửa chính. Nàng nhờ Hoa Nhung Châu dùng khinh công bay qua tường để vào. Không nhiều lời, Hoa Thiển xông thẳng vào phòng Mục Giao. Nhung Châu chặn bên ngoài, Hoa Thiển mang đến cho Mục Giao văn tự bán thân của những gian nô cũ ở Mục gia. Cô muốn ả ta buông tha cho Hoa Thâm, đây không phải giao dịch mà là uy hiếp. Hoa Thiển có thể dễ dàng lấy được những văn tự bán thân này, cô sẽ còn làm được nhiều việc hơn nữa. Hoa Thiển không ngăn cản Mục Giao lật lại vụ án, nhưng cô nhất định không để Mục Giao hãm hại Hoa Thâm để ca ca chịu tội. Nàng nói lên khóe rẻ tiền của Mục Giao, đừng tưởng Dạ Lan không biết gì. Mỗi lời nàng nói ra đều khiến cho Mục Giao kinh hãi tột độ. Văn tự cảnh cáo này cũng khiến cho kẻ không coi ai ra gì như Mục Giao phải thốt ra cô muôn cái gì. Nàng cũng nói chuyện của Dạ Lan và cô ta sau này thích làm gì thì làm, đừng lôi mình vào. Nàng về đã thấy Dạ Lan ở phòng mình, hắn giơ văn tự lên hỏi nàng đây là gì. Hắn có lời khinh thường nữ nhi nên nàng càng tức giận, nhưng vì nàng có công cứu hắn nên hắn muốn giúp nàng, nhưng mỗi cách làm của nàng đều khiến cho hắn tức giận. Hắn cũng biết mọi chuyện nàng làm, chửi hắn thậm tệ, nhưng nàng quyết định làm việc rồi hắn cũng chả làm gì được nên xé giấy rồi rời đi. Mục Giao đến tìm Trọng Dạ Lan hỏi thăm chuyện Hoa Thâm, hắn liền hỏi ngược lại cô muốn xử lý như thế nào. Mục Giao do dự một lát rồi chủ động thừa nhận chuyện xảy ra hôm thành hôn không liên quan đến Hoa Thâm. Trọng Dạ Lan chỉ gật đầu và trả lời được. Mà theo diễn biến của kiếp trước, vào thời điểm này cũng là lúc con gái nuôi của người môi giới đã bỏ trốn kia xuất hiện. Hoa Thiển nhớ lại Trọng Dạ Lan và Mục Giao tìm được người tiếp tay cho Hoa Tổng Quản để ám hại Mục Giao. Vì để giữ mạng những đứa con của mình, bà ta đã thừa nhận tội ác của Hoa gia và báo quan. Hoa Thiển đã làm được lời như đã hứa, đến lúc phụ thân nghe theo cô. Hoa Thiển muốn người từ chức bởi biết Trọng Dạ Lan đang liên thủ với Mục Giao nhằm lật đổ Hoa gia. Trước khi chuyện đó xảy ra, cô muốn gia đình mình nên chuyển đi nơi khác và tránh xa trốn tranh giành quyền lực này. Hoa Tổng Quản cảm thấy Hoa Thiển như biến thành người khác vậy. Đơn giản vì cô đã trải qua sinh tử, cô thấu đáo được nhiều chuyện. Vì cô là con gái nhà họ Hoa, chỉ muốn bảo vệ tốt cho gia đình mình. Một tháng nữa trưởng công chúa sẽ giúp cô hòa ly, lúc đó nếu phụ thân đồng ý từ chức cô sẽ trở về đối diện với mọi việc với gia đình. Nếu phụ thân không nỡ bỏ quyền thế, cô sẽ ra đi. Nhà họ Hoa hưng thịnh hay suy bại không liên quan tới cô nữa. Hoa Thiển ở viện chờ đợi nửa tháng cuối cùng cũng đợi được Hoa Nhung Châu trở về. Anh cũng thuận lợi lấy được những bằng chứng giao dịch có chữ ký của cha cô. Cô vốn định tiêu hủy để tránh hậu họa nhưng cô nghĩ đến cha cô sẽ không dễ dàng từ bỏ quyền lực nên cô đã giữ lại coi như là biện pháp cuối cùng. Hôm nay Trọng gia tổ chức Tết Trung Thu, Hoa Thiển và mọi người được mời đến chi viên để ăn tiệc. Vừa bước chân vào sảnh cô đã mặc kệ Trọng Dạ Lan trực tiếp đến chỗ phụ thân ngồi bên cạnh. Đã đến kỳ hạn một tháng, cô muốn biết cha quyết định như thế nào. Quả nhiên Hoa Văn Ngang vẫn như cũ, không buông được một thân vinh hoa phú quý. Mặc dù cô đã sớm đoán được kết quả như này nhưng trong lòng Hoa Thiển vẫn mơ hồ đau đớn, tay cô cầm ly không ngừng run rẩy nhưng cũng chỉ có thể ép bản thân bình tĩnh lại. Mọi người kéo nhau bỏ chạy ra ngoài, hiện trường rất hỗn loạn, Hoa Thiển bị tách ra sắp bị thích khách đâm, may có Hoa Nhung Châu kịp thời cứu giúp. Trong lúc hoảng loạn, Hoa Thiển bảo Hoa Nhung Châu đi cứu Thúy Trúc đang bị bao vây. Trong lúc đấy thích khách lợi dụng sơ hở hướng mũi kiểm vào thẳng cô, vì cô đâu biết mục tiêu của chúng chính là mình. Trong lòng Trọng Dạ Lan vô cùng do dự, tay đã hướng về Hoa Thiển nhưng lòng lại nghĩ không thể bỏ mặc Mục Giao. Hoa Thiển nhìn thấy sự phân vân của anh ta, bất giác nhìn Mục Giao liền biết tất cả là do cô ta thiết kế. Hoa Thiển tự suy tính, sau khi biết dưới vực là hồ nước liền cười khỉnh và để lại cho Mục Giao một câu nói coi như lần này cô ta nợ cô một lần. Và liền dứt khoát lấy chiếc vòng được Hoa Nhung Châu tặng cắt dây thừng. Mục Giao lúc đó suy tính như thế nào cũng không ngờ Hoa Thiển chọn cách nhường cô ta cơ hội sống và rơi xuống vực. Hoa Thiển may mắn đại nạn không chết, cũng may trong thời gian lưu đày cô có học bơi ở kiếp trước. Nhân lúc trời còn chưa tối, cô vội vàng đứng dậy đi về phía thượng nguồn. Như trời mưa to tầm tã cô lại bị thương, đi tới tối đang không biết tiếp theo sẽ làm gì cô nghe thấy tiếng bước chân gần đó lên cô cảnh giác cao độ. Hoa Thiển lập tức lấy chiếc vòng ra phòng thủ, nhưng bị đối phương nhanh tay giữ lại cũng may là Hoa Nhung Châu. Tuy nhiên anh ta tức giận và oán trách mình tặng cô chiếc vòng tay để bảo vệ mình chứ không phải tìm đường chết. Không đợi Hoa Thiển phản ứng, anh đã xoay người ngồi xuống yêu cầu cô lên lưng mình cõng. Cứ như vậy, Hoa Nhung Châu từng bước cõng Hoa Thiển về đến nhà. Đợi khi Hoa Thiển tỉnh lại đã phát hiện mình ở Hoa Phủ, Thiên Chỉ đối mặt với câu hỏi về Hoa Thâm của Hoa Thiển cũng không dám ngẩng đầu, chỉ dám rơi nước mắt lặng lẽ. Hoa Thiển thấy vậy đoán được tình hình vội vàng chạy vào viện, không ngờ đập vào mắt cô là linh đường của ca ca, một cỗ thi thể lạnh như băng nằm không nhúc nhích.
Hoa Thiển không tin vào mắt mình, muốn chạm vào Kaka thì mẹ bắt cô dừng tay. Mẹ đau khổ đổ tất cả lỗi là do cô, là cô hại Kaka chết thảm. Hoa Thiển vô cùng đau khổ, suy sụp để mặc cho mẹ mắng chửi, cô chỉ ngơ ngác nhìn Kaka. Phụ thân lệnh cho người đưa phu nhân về phòng nghỉ ngơi, lúc này cả linh đường chỉ có hai cha con bọn họ. Ngay khi Hoàn Thiện cho rằng cha sẽ đánh mình, lại không ngờ ông chỉ đến bên cạnh và an ủi. Hoa Văn Ngang đến giờ đã hiểu được nỗi khổ của Hoa Thiển bấy lâu nay, đáng lẽ ông ấy nên sớm không tranh giành mà rời đi thì mọi chuyện không đến nước này. Từ giờ Hoa Thiển là con gái duy nhất của ông nên nếu cô không muốn ở Hoàng Thành thì cả gia đình có thể rời đi lúc này. Sau nghe những lời này của phụ thân, Hoa Thiển đã không thể kìm lòng được nữa, cô đã xà vào lòng phụ thân khóc thật lớn như một đứa trẻ mất đi Kaka. Hoa Thâm đã được đưa đi, nhưng cô lại không dám đối mặt, chỉ muốn chạy trốn. Lúc này Trọng Dạ Lan lại tìm đến, điều này khiến cảm xúc đè nén của Hoa Thiển hiện lên. Trọng Dạ Lan thấy Hoa Thiển tiêu tụy như vậy, hắn không khỏi đau lòng, mà Hoa Thiển cũng chẳng có tâm trí tranh cãi với hắn. Cô đuổi hắn ra ngoài, càng không muốn cùng hắn đi về. Trọng Dạ Lan đã không biết cô đã sớm thỉnh cầu gia chủ giúp mình hòa ly. Ngay khi hắn muốn ngăn cản cô rồi đi, lại bị Hoa Nhung Châu xông lên chắn trước. Trọng Dạ Lan nhất thời tức giận trực tiếp động thủ với Hoa Nhung Châu, điều này trực tiếp chọc giận Hoa Thiển, cô lớn tiếng quát hắn cút ra ngoài. Trước khi đi, hắn đồng ý hòa ly, nhưng Hoa Thiển cho rằng đây là dùng chính mạng của Kaka và cô đổi lấy. Vì vậy, bảo hắn nhất định đem lời của mình chuyển hắn hiểu Hoa Thiển rất yêu thương đại ca, bình thường cô chỉ tỏ ra thờ ơ lạnh nhạt thế thôi nhưng thật ra rất mềm yếu. Lần này đến là vì hắn muốn đích thân đưa cô tận tay thư hòa ly cho cô. Từ giờ không còn Mác sư tẩu của Trọng Khê Ngọ nữa nên hắn cũng muốn thổ lộ lòng mình với cô. Từ đầu đến cuối lòng hắn luôn hướng về cô, vì muốn gần cô lên luôn lấy mục dao ra thì cô mới nói chuyện thoải mái với hắn. Trước giờ hắn cũng không thanh minh, nhưng những lời hắn nói trước nay chưa bao giờ thừa nhận mục dao là người trong lòng hắn mà lời nào cũng ám chỉ đến Hoa Thiển. Bây giờ, cô không còn là đại nương tử của Trọng Dạ Lan nữa mà cô đơn giản là nữ nhi Hoa gia. Trọng Khê Ngọ mong cô cho hắn cơ hội đứng cạnh cô một cách công khai. Trong lời nói của hắn ngập tràn chân tình, Hoa Thiển có mù cũng nhìn ra được. Cô lúc này không biết nên đối diện sao với ánh mắt ấy, cô lảng tránh lùi lại nói rằng vờ như không nhìn thấy. Trọng Khê Ngọ mỉm cười đưa bàn tay về phía Hoa Thiển, chỉ cần Hoa Thiển đồng ý Trọng Khê Ngọ ở đây có thể làm mọi thứ vì cô. Hoa Thiển cảm thấy bối rối và do dự đưa tay ra, Trọng Khê Ngọ cũng rất mong chờ. Đúng lúc Thúy Trúc chạy đến cầu xin Hoa Thiển về cứu Hoa Nhung Châu, hắn bị thương rất nặng thì cô vội rụt tay lại nói rằng mình giả vờ chưa nghe thấy chuyện hôm nay, sau này đừng nhắc lại nữa. Hoa Thiển hấp tấp nóng vội như một đứa trẻ trở về phát hiện Nhung Châu bị một vết thương khá nặng ở sườn. Được biết hắn bị thương vì đã theo vô nhảy xuống sơn cốc. Thúy Trúc trách móc Hoa Thiển vì đã phạt Hoa Nhung Châu. Lúc này Hoa Thiển mới biết và cho Thúy Trúc gọi Hoa Nhung Châu vào. Khi được hỏi về vết thương có phải do lúc nhảy xuống vách đá cứu cô bị thương không, thì Hoa Nhung Châu bảo vết thương do đã giao đấu với một tên thích khách dưới vách núi. Đồng thời, lúc đó ngoài thành quan binh cũng đang truy lùng thích khách mà Ngũ Sắc Mạc có vẻ liên quan đến việc này. Vì người của hắn đang tìm cách ra khỏi thành và nhìn vết thương trên tay hắn cũng đoán ra được. Hôm sau, Hoa Thiển đến gặp trưởng công chúa trước là để cảm ơn người, cô còn muốn trả lại vòng tay lúc người tặng đó là quà của tiên đế. Và cô nghĩ người ngoài như cô không đáng được tặng. Nhưng trưởng công chúa nói rằng đồ đã tặng cho Hoa Thiển thì chính là của cô, dù Hoa Thiển có hòa ly rồi thì người vẫn muốn cô thường xuyên đến trò chuyện với người. Hoa Thiển kể chuyện đêm kia Trọng Khê Ngon đến đưa thư hòa ly, thì một người như trưởng công chúa đương nhiên tinh tường nhận ra tình cảm của con trai mình với Hoa Thiển từ lâu rồi. Hoa Thiển biết người có điều lo lắng nhưng thời gian nữa cô sẽ cùng phụ mẫu về quê và không bao giờ trở lại Hoàng Thành nữa. Nhìn Hoa Thiển rời đi, trưởng công chúa có lời không thể không nói ra, bà ấy mong cô đừng trách mình vì là mẫu thân bà ấy không để Trọng Dạ Lan và Trọng Khê Ngọ xích mích vì Hoa Thiển được. Cô chỉ cúi đầu dập ba lại rồi quay lưng dứt khoát rời đi. Trưởng công chúa lúc này không thể kìm được nước mắt nữa. Hoa Thiển vừa ra ngoài đã gặp cô thích tiểu thư độc mồm độc miệng kia, cô ta vui vẻ vì Hoa Thiển bị phu quân bỏ. Nói đến cô thì được nhưng lại chạm đến Kaka đã khuất của cô, Hoa Thiển không ngại giúp cô ta nín họng đâu. Đúng lúc Mạch Y Phỉ đi tới, coi ta tỏ ra rất ngưỡng mộ Hoa Thiển, giác quan thứ 6 mách bảo Hoa Thiển người này có vấn đề. Cô liền muốn trò chuyện với cô ta thêm một lúc. Việc Hoa Thiển cho người đi điều tra đã theo dõi được một tên mặc đồ đen nhảy tường. Hộ vệ theo dõi hắn đến một nhà trọ, cũng hỏi dò được hai tên khả nghi. Hoa Thiển nhận ra ngay kẻ đó là ai nhưng cô lại đang nghi có phải do đối phương cố tình tiết lộ hành tung, việc này là không thể nào. Hôm sau đội quân do Hoa Thiển chỉ huy Mai Ohuse đã thật sự bắt được Ngũ Sóc Mạc, mặc dù võ công không bằng hắn nhưng võ công người của cô áp đảo hơn. Hoa Thiển thẩm vấn biết được hắn có phái thích khách đến, nhưng có kê trà trộn vài cái liễu hoa thâm.
Ngũ Sóc Mạc đã đánh cược với Mục Giao chính trò chơi của họ đã cuốn Hoa Thâm vào. Chẳng lẽ vì chúng tình thâm mà Hoa Thiển phải thấy cảm động sao? Người của Ngũ Sóc Mạc đến tìm Mục Giao, mong cô ta cứu thiếu chủ của mình. Vì Mục Giao mà Ngũ Sóc Mạc bị bắt, cô ta cũng không thể làm ngơ. Mạch Y Phỉ mời Hoa Thiển ra ngoài một chuyến, nhưng Mạch Y Phỉ này thế mà lại nói bóng nói gió để cô ta và Hoa Thiển quản lý trọng thị viên này. Hoa Thiển về đến phủ, Mục Giao cũng không đợi được nữa mà mò đến rồi. Hoa Thiển nhàn nhã uống trà, Mục Giao hất đổ chén của cô. Bản mặt vẫn kiêu căng đòi Hoa Thiển thả người. Đến cầu xin thì cũng nên có thái độ thiện chí một chút. Hoa Thiển không ngờ Mục Giao có thể mặt dày đến nỗi nói rằng mọi chuyện không liên quan đến Ngũ Sóc Mạc. Mục Giao trở về, cho người điều tra theo yêu cầu của Hoa Thiển, Mục Giao cũng phát hiện Dạ Lan theo dõi, hắn sẽ không ra mặt cho đến khi cô tự mình nói với hắn. Dù Mục Giao có làm bao nhiêu chuyện xấu, thì Trọng Dạ Lan vẫn thay thứ, hắn nói rằng ai cũng từng mắc sai lầm cần được cho cơ hội sửa chữa. Đã mấy hôm rồi Hoa Thiển vẫn chưa đợi được tin của Mục Giao, cô sốt ruột vì cô ta làm việc chậm trễ quá. Phụ thân lại rảnh rỗi rủ cô đi câu cá, mới mấy phút cô đã mất kiên nhẫn nhấc lên nhấc xuống. Trở về, Hoa Thiển trong đại hoàng quản lý việc buôn bán ở những cửa hàng là vì cô biết phụ thân cô tin tưởng chi hắn ở cạnh Hoa Thâm. Nhân tiện ra ngoài, Hoa Thiển phải đi mua chùa của hồi môn cho Thiên Chỉ Đay. Chưa đi được bao xa, Hoa Thiển đụng phải một thằng nhóc ăn mày. Nhung Châu ngăn cản vì nói dám cướp chuỗi ngọc bội của cô, nhưng thấy thằng nhóc bị thương cô liền không kìm được lòng mà cho nó ít ngân lượng. Hoa Thiển tặng của hồi môn mình chuẩn bị cho Thiên Chỉ, cô ấy còn không muốn rời xa Hoa Thiển nhưng sao cô có thể lỡ chuyện đại sự của Thiên Chỉ được. Hoa Thiển đến nói chuyện với Mạch Y Phỉ, vừa nghe tin cô đến Khê Ngọ vui vẻ ra mặt lập tức đến tìm. Khê Ngọ thấy khó chịu vì Hoa Thiển thân thiết với hộ vệ, vì Nhung Châu bị thương mà bỏ rơi mình để chạy về. Hoa Thiển đi dạo phố với Nhung Châu, cô mua hạt rẻ còn Nhung Châu bóc hạt cho cô, Nhung Châu nắm tay Hoa Thiển mà Khê Ngọ ghen muốn lòi con mắt ra ngoài. Đúng lúc này có một đôi vợ chồng đi đến gọi Hoa Nhung Châu là kê giết người, ngày đó thấy hắn khôi ngô nên mua về ai ngờ lại dẫn soi vào tận nhà, Hoa Thiển muốn bảo vệ Nhung Châu. Nói hai người kia không có bằng chứng đừng vu oan. Nhưng chính Nhung Châu thừa nhận mình chính là kê giết người. Dù vậy Hoa Thiển vẫn bảo vệ Nhung Châu, Uông huyện lệnh thông tin cũng nhanh lắm. Mới đó mà đã dẫn người đến đói bắt Nhung Châu đi. Hoa Thiển vẫn nói lý lẽ người của cô sao có thể dễ dàng bị bắt đi như vậy. Khê Ngọ cũng ra mặt kéo cô đi trước, Nhung Châu muốn níu giữ cô nhưng không thể. Hoa Thiển theo về còn Nhung Châu bị bắt đi. Phụ thân rất lo lắng cho Hoa Thiển, ông ấy khuyên cô nên cẩn thận với những người đưa từ trọng phủ về. Rồi cô thất thần ngồi nhìn còng tay Nhung Châu tặng rồi đánh rơi lúc nào không hay. Hoa Thiển đến nhà lao thăm Nhung Châu, Hoa Thiển không chê Nhung Châu mà còn xót xa trông anh tiểu tụy quá. Thấy Nhung Châu bị đánh bầm dập cả người, Hoa Thiển muốn tìm Uông huyện lệnh tính sổ, Nhung Châu phải ngăn lại. Hắn kể cô nghe những điều cô muốn nghe, đại loại sau khi mẹ mất cha thì đi lấy vợ mới, 10 năm sau hắn bị đem bán cho nhà họ Lý giàu có đầy tai tiếng. Thỉnh thoảng nhà họ Lý sẽ mua một đám trẻ về. Những đứa trẻ trước thì được khiêng ra ngoài chỉ còn là cái xác. Tên thương gia họ Lý có thú vui biến thái, đó là trang điểm xinh đẹp cho những đứa bé hắn mua về, rồi mang chúng ra đánh đập. Đứa nào còn trụ được thì sống, không được thì đắp chiếu khiêng đi vứt. Không chịu được cảnh đó, Nhung Châu hỏa thiêu luôn Lý Phủ, rồi tiện tay hỏa thiêu luôn tên thương gia họ Lý kia, sau đó bỏ trốn và trở thành ăn mày đầu đường xó chợ. Cho đến một ngày, được Ngụy Nhàn nhặt về, cho ăn cho uống còn dạy nghề cho hắn, nhưng ả ta cũng chả phải người tốt đẹp gì. Không xem đệ tử là người mà còn xích lại như xích chó, mỗi ngày cho ăn một bữa, nhưng Nhung Châu không chịu khuất phục. Nhung Châu nhanh nhẹn né được, nhưng gậy ông đập lưng ông Ngụy Nhàn lại trở thành nạn nhân do chính kiệt tác của mình. Hoa Thiển thấy vì mình mà Nhung Châu âm thầm làm rất nhiều việc, còn không ngại đối diện với quá khứ đen tối. Thấy Hoa Thiển khóc, Nhung Châu không biết dỗ dành như nào, điều cô có thể làm hiện tại chỉ có thể dặn dò cai ngục dám ngược đãi Nhung Châu thì đừng trách cô. Hoa Thiển đến trọng thị viên muốn được Trọng Khê Ngọ tình giúp mình đôi phu thê họ Lý kia. Việc của Nhung Châu còn nhiều uẩn khúc, Hoa Thiển muốn điều tra rõ ràng. Hiếm lắm mới có cơ hội Hoa Thiển đến tìm Trọng Khê Ngọ. Vậy mà hắn lại thật sự thất vọng vì Hoa Thiển chỉ muốn nhờ vả để cứu Nhung Châu. Hoa Thiển cũng biết Nhung Châu thích cô nhưng cô vẫn giữ lại bên mình. Hắn đã từng cứu cô nhiều lần, Hoa Thiển không thể đứng yên nhìn hắn bị vu oan. Cẩn thận cô đem cả nhà hắn ra băm cho cá ăn. Hai người đó đành thú nhận, bọn họ đã nói ra hết sự thật nhưng vẫn bị ép phải tới đây, vậy là đằng sau vẫn còn thế lực khác can thiệp vào. Hoa Thiển mải suy nghĩ, cũng không để ý lời Mục Giao nói, cô không hề nhường Mục Giao, tất cả là do Trọng Dạ Lan lựa chọn. Mục Giao với Hoa Thiển giờ không còn ân oán, hai người nước sông không phạm nước giếng. Mục Giao vẫn muốn khuyên Hoa Thiển cành cao không dễ trèo, dẫu cô không có số hưởng. Trở về, Hoa Thiển đến thẳng nhà lao, báo cho Nhung Châu biết chuyện mình đã làm, là cô liên lụy đến hắn. Hắn cũng quan trọng với cô, sau này,
có thể người bên cạnh Hoa Thiền chỉ có Nhung Châu thôi, dù vậy hắn vẫn nguyện theo cô đến chân trời góc bể. Việc bán các cửa tiệm đại hoàng cũng hoàn thành xong cả rồi. Làm việc nhanh nhẹn hơn Hoa Thiền dự tính rồi, chuyện của Thiên Chỉ đã xong, Thúy Trúc cũng vì phạm lỗi đã bị Hoa Thiền đuổi đi. Bên cạnh cô còn một nô tỳ nữa, nhưng khi hỏi cô ấy có mong muốn gì thì lại không nói. Hoa Thiền cho cô ấy 2 ngày để suy nghĩ, muốn gì cứ nói với cô. Dạo này rảnh rỗi, nên trình độ pha trà của Hoa Thiền đã lên một tầm cao mới, đến phụ thân uống xong cũng phải khen ngon. Số cửa tiệm được chuyển nhượng cho Hoa Thiền, cô đã bán hết, tưởng con gái cần tiền gấp, phụ thân có thể chu cấp thêm nhưng hiện tại coi chưa cần, Hoa Thâm đã được chuyển về Linh Đường dưới quê. Hoa Thiền muốn phụ thân đưa mình và mẫu thân đi chơi một chuyến, nhưng ông ấy lại hoãn lại một thời gian nữa, đợi tìm được hung thủ sát hại Hoa Thâm. Về phòng, Hoa Thiền thu lại số giấy tờ mình điều tra và thu hồi lại. Lúc trước, lần này cô quyết định đốt hết. Hôm sau, Hoa Thiền đến tìm Trọng Khê Ngọ, nhưng vì hắn còn rỗi nên cô bị cho đứng ngoài cửa đợi, không sao, thứ cô có là thời gian đợi thêm chút cũng chẳng mất gì. Hoa Thiền đã sớm tự mình ngộ ra, từ việc trưởng công chúa bất ngờ vì cô mà bị hành thích, đến người trong cuộc như Ngũ Sóc cũng không biết Hoa Thiền là mục tiêu ám sát, vậy mà Mạch Y Phỉ lại tỏ ra rất bình thường khi nghe cô kể lại. Trọng Khê Ngọ cũng đã sớm điều tra được nội gián của hắn ở khắp nơi nên tình báo cũng rất nhiều, nhưng vì không có chứng cứ Trọng Khê Ngọ cũng không thể buộc tội Mạch ra. Có nhiều chuyện rất phức tạp, vậy thì Hoa Thiền sẽ làm nó trở nên đơn giản, chỉ cần Khê Ngọ đồng ý tha mạng cho Nhung Châu, cô sẽ không bao giờ nhắc đến Mạch Y Phỉ nữa. Hoa Thiền biết tình cảm của Khê Ngọ với mình. Nhưng vậy hắn thì được gì chứ, hắn sinh ra đã là gia chủ Trọng gia, việc hắn để lại nhiều nữ nhân bên mình cũng là mục đích chính trị. Khê Ngọ muốn giả thích nhưng Hoa Thiền lùi lại, cô quỳ xuống cúi lạy xin hắn buông tha cho hộ vệ của cô. Đổi lại việc Hoa Thiền phải thừa nhận việc Hoa tổng quản hãm lại Đồng Liêu trước mặt nhiều trưởng quản, được theo ý Khê Ngọ, hắn là gia chủ nên giấu tội hay nhận tội đều do hắn quyết định. Hoa Thiền cũng không còn tin tưởng gì Khê Ngọ nữa, Ngân Hạnh hắn cũng gọi về đi. Trên đường đến nhà lao đón Nhung Châu, Hoa Thiền quyết định vứt luôn túi thơm luôn đeo bên người, trong đó là lọ thuốc Khê Ngọ đưa cho cô. Đó giờ Hoa Thiền thường xem đó là bùa may mắn, giờ thì không cần nữa, Nhung Châu đã được đón về, Hoa Thiền cũng chuẩn bị hành lý và thả tự do cho hắn. Nhưng Nhung Châu không chịu rời đi, tưởng rằng Hoa Thiền trách hắn giết người vô tội, Nhung Châu còn tự dọa chặt tay mình, Hoa Thi mới chịu giữ hắn lại không đuổi đi nữa. Hoa Thiền sau đó đến mộ phần Hoa Thâm, cô muốn xin lỗi đại ca vì mình không thể tự tay trả thù cho huynh ấy. Mục Giao từng gửi thư nói rằng mọi người đều biết kê chủ mưu là ai, nhưng không ai nói ra vì hung thủ lại được một hung thủ khác bao che. Cuộc đời này vốn đã bất công, giết người đền mạng chỉ dành cho kẻ thấp hèn. Hoa Thiền chỉ có thể xuôi theo, đây là lần thứ hai cô nhìn ca ca mình chết trước mặt. Sống lại một kiếp mà Hoa Thiền vẫn không thể chiến thắng quyền thế. Quá đau lòng mà cô uống không ít rượu đến nỗi Nhung Châu đến lại mấy cái, cô không tỉnh còn nắm chặt tay hắn gọi một tiếng ca ca. Khê Ngọ mời Trọng Dạ Lan đến phủ dùng bữa, đã lâu hai huynh đệ chưa ăn cùng nhau. Khê Ngọ muốn hỏi ý Dạ Lan xem có thể trở về phương Nam để quản lý sản nghiệp ở đó thay cho nhà họ Mạnh được không. Bây giờ Khê Ngọ cần Dạ Lan, hắn muốn trả lại vị trí đai trưởng quản của các cửa tiệm cho sư huynh. Trọng Khê Ngọ sợ Mạch ra lộng quyền nhưng không sợ Khê Ngọ sao. Sau yến hội, Khê Ngọ muốn Dạ Lan lên đường. Hai Thiền đến mẫu thân, đã lâu lắm rồi từ khi Hoa Thâm qua đời hai mẹ con đã không gặp nhau, vì quá đau buồn nên tóc mẫu thân đã bạc trắng luôn rồi. Hoa Thiền kề vai bên mẫu thân hứa với người dù ca ca không còn cô cũng sẽ. Việc này chỉ có Hoa Thiền là người thứ ba biết được, Hoa Thiền rất sốc khi biết tin này. Cô còn muốn phụ thân kể chi tiết vụ án của Mạch gia, đương nhiên là điều nữ nhi muốn biết nên Hoa Tổng Quản cũng không giấu giếm. Trước khi Hoa Thiền rời đi, Hoa Tổng Quản muốn biết có phải sau khi thành thân đã xảy ra chuyện gì, nên cô mới thay đổi rất nhiều, như biến thành một con người khá vậy. Chuyện Trọng Sinh Hoa Thiền có nói cũng không ai tin, cô đành bịa lý do đêm tân hôn mình đã mơ một giấc mộng chân thật, Hoa gia bị hãm hại, tất cả bỏ mạng một cách oan uổng. Cô nghĩ đó là một cách ông trời báo mộng cho mình, cô đã thay đổi giờ thì ổn rồi, cô sẽ bảo vệ gia đình mình an toàn. Nhưng ông trời cũng quá trêu ngươi rồi, cho Hoa Thiền một cơ hội làm lại cuộc đời nhưng lại đặt ra rất nhiều trở ngại. Trở về phòng, Hoa Thiền cho gọi Nhung Châu, cô muốn hắn đến Giang Nam chuẩn bị một căn nhà để gia đình cô chuyển về đó. Nhung Châu cảm thấy Hoa Thiền đang cố tình đuổi hắn đi trước. Biết tính khí tên này cố chấp, Hoa Thiền phải giả bộ giận dỗi thì Nhung Châu mới đồng ý đi trước. Hôm sau, chính là yến hội, Hoa Thiền đã sắp xếp cho Nhung Châu đi Giang Nam. Thiên Chỉ cũng không cần đi theo với lý do ở nhà chăm sóc mẫu thân giúp cô. Không ai biết suy tính của Hoa Thiền là gì, yến hội vừa bắt đầu được một lúc thì Hoa Thiền cho người gọi Mạch Y Phỉ ra ngoài. Cô ta vẫn tỏ ra là tỉ muội tốt với Hoa Thiền, nhưng cô rụt tay lại còn lau tay cho đỡ bẩn vì vừa bị ả ta chạm vào. Mạch Y Phỉ không cần diễn nữa, Hoa Thiền đã rõ bộ mặt thật của cô ta. Xong việc, Hoa Thiền bình thản trở về bữa tiệc,
Đúng như Hoa Thiển nói, khi ngọ biết chuyện cô vừa làm nhưng vẫn sẽ bao che. Giờ thì Hoa Thiển sẽ nhận tội trước mặt mọi người, cô quỳ xuống nhận vụ án mục giao chính. Là do Hoa tổng quản bày mưu, cũng trình lên bằng chứng phạm tội. Trọng Khê Ngọ muốn hỏi ý kiến mục giao, có thể thấy cô ấy rất tức giận nhưng vẫn bỏ qua, mọi chuyện chỉ là quá khứ, cô ấy là phận nữ nhi không muốn can thiệp. Hoa tổng quản cũng nhận tội, lời nói ra từ miệng ông ấy Hoa Thiển cũng không khỏi bất ngờ. Đúng như kế hoạch của Trọng Khê Ngọ, Hoa tổng quản sẽ bị bắt, hắn chỉ cần lấy lý do Hoa Thiển vì nghĩa diệt thân giữ cô lại. Trọng thị viên, nhưng Hoa Thiển cũng có tính toán của riêng mình, cô nhận tất cả là mưu kế mình nghĩ ra, phụ thân chỉ là vì con gái nên mới thành toàn. Hôm qua đã hỏi được hết quá trình từ chỗ Hoa tổng quản. Giờ Hoa Thiển rành rọt kể lại nhận tất cả là do mình bày ra. Giờ cô ở đây để thỉnh tội, Trọng Khê Ngọ còn muốn bảo vệ Hoa Thiển nhưng cô một mực nhận tội, phụ thân cô chính trực trong sạch mong. Trưởng công chúa và gia chủ không liên lụy người. Hoa tổng quản sao có thể nữ nhi của mình nhận tội, việc này ông còn rõ hơn Hoa Thiển. Phụ thân đưa ra thêm bằng chứng mà ông chưa kể hết. Tất cả là mưu kế của mình, nữ nhi lương thiện của ông không liên quan gì hết. Hoa Thiển có muốn ngăn lại thì Hoa tổng quản cũng cúi xin gia chủ trách mắng tội ông đừng để ý những lời Hoa Thiển vừa nói. Vì cô không liên quan, phụ thân bị bắt đưa đi, lòng cô nguội như cho tàn. Mọi người trong yến tiệc đều bày ra bộ mặt như xem kịch vui, trưởng công chúa thấy náo loạn đủ rồi. Thì ra lệnh cho mọi người chỉnh đốn lại, Hoa Thiển vẫn ương bướng không chịu nghe theo sự sắp xếp của cha mình và gia chủ, cô ấy một mực vơ lấy toàn bộ tội lỗi về phía mình. Trọng Khê Ngo cho rằng Hoa Thiển đang giận dỗi mình. Hai người một quỳ một ngồi giữa sảnh chiến tranh lạnh cùng nhau. Trưởng công chúa vội vàng đuổi quan khách ra về. Trong lòng Hoa Thiển luôn tràn ngập đau khổ lẫn tự trách, luẩn quẩn không thể thoát ra khỏi cảnh giác tội lỗi trước kia. Mạch Y Phỉ nhìn khuôn mặt mình trong gương thì vô cùng căm phẫn. À ta lo sợ mình sẽ bị hủy dung, phải sống với khuôn mặt xấu xí suốt cả đời. À ta tới tìm Hoa Thiển muôn tính sổ, lại bị thị vệ canh gác đuổi đi. Mạch Y Phỉ không chịu bỏ qua cho Hoa Thiển. À ta lại tới tìm trưởng công chúa để mách lẻo. Vốn tưởng rằng sẽ được bà ra mặt giúp, ai ngờ lại bị phản đam, khiến trưởng công chúa chán ghét, muốn tìm người khác thế chỗ cô ta. Quản lý sự vụ trong Trọng thị viên, Mạch Y Phỉ ăn trộm không được còn mất nắm gạo, chỉ có thể ấm ức rời khỏi viện của trưởng công chúa. Ở bên trong phòng, Hoa Thiển vẫn giữ thái độ không cảm xúc. Mắt cô dán vào quyển trên tay nhưng tâm trí sớm đã bay lên tận 9 tầng mây rồi. Ngân Hạnh muốn dùng chuyện xấu hổ Mạch Y Phỉ chọc cho Hoa Thiển cười, ai ngờ cô ấy chẳng thèm để vào tai, cứ trơ ra như gỗ. Ngân Hạnh lo lắng vội vàng đem chuyện đó bẩm báo cho Cao Nội thị. Trọng Khê Ngọ không yên tâm về Hoa Thiển liền vội vàng tới thăm. Hoa Thiển ngang bướng muốn ép anh đưa mình đi gặp phụ thân. Bà ấy đã âm thầm sai người tăng cường canh giữ Hoa phủ, ngày hôm sau các vị chủ quản đồng loạt yêu cầu gia chủ phải xử lý nghiêm Hoa tổng quản, lại bị gia chủ dùng kế kéo dài thời gian. Mạch Ninh thấy vậy thì không thể ngồi yên, sau khi được Mạch Y Phỉ bơm lời, hắn ta hùng hồn đứng ra buộc tội Hoa Thiển đã ra tay hủy dung Y Phỉ. Trọng Khê Ngọ nghe vậy thì tức cái mình, lập tức hỏi vặn lại lão ta. Động cơ gì để Hoa Thiển ra tay với Y Phỉ khiến cho Mạch Ninh cứng họng không thể đáp lời. Dẫu vậy hắn vẫn cắn mãi chuyện muốn đuổi Hoa Thiển ra khỏi Trọng thị viên không buông. Gia chủ bị chọc cho giận tím người, lập tức ra lệnh cho Dạ Lan tới giúp Mạch gia phân giải. Bề ngoài là muốn giúp đỡ họ nhưng thực chất là thâu tóm bớt quyền lực của Mạch gia. Giải quyết xong mọi chuyện, gia chủ về phòng chút giận lên đầu vật, tức chết anh ấy mà. Kẻ nào dám động tới Hoa Thiển anh ấy nhất định sẽ cho hắn sống không bằng chết. Trưởng công chúa biết chuyện mà con trai làm hôm nay thì bị chọc tức không nhẹ. Nếu không phải Ngũ nương tử bên cạnh khuyên nhủ thì bà ấy đã sớm đi tìm gia chủ chất vấn rồi. Mắt thấy cũng sắp tới sinh thần của Trọng Khê Ngọ rồi, trưởng công chúa đành đợi ngày hôm đó, hai mẹ con ngồi lại rồi tâm sự sau vậy. Gia chủ tức giận đi tìm Mạch Y Phỉ cảnh cáo ả ta, nếu còn để miệng đi chơi xa tiếp tục hãm hại Hoa Thiển nữa, anh ấy sẽ khiến ả ta răng môi lẫn lộn. Anh ấy vẫn không chịu nghe, thấy Dạ Lan tới cầu tình cho người mình yêu, Khê Ngọ lại bắt đầu ghê tuông, mùi giấm chua lan khắp ăn phòng. Dạ Lan biết rõ tính sư huynh mình nên đã đưa ra yêu cầu. Được đưa tên Mục Giao vào gia phả nhà mình, anh ấy muốn cho Mục Giao một danh phận, sau bao sóng gió anh ấy đã nhận ra Mục Giao mới là chân ái đời mình. Trọng Dạ Lan sớm không còn tơ tưởng tới người không thuộc về mình là Hoa Thiển nữa. Nhung Châu bên này bị đánh cho bầm dập, vẫn nhất quyết muốn tìm gặp Hoa Thiển. Ngũ Sóc Mạc cho biết, anh ấy là được Hoa Thiển nhờ tới ngăn cản Nhung Châu lao đầu vào chỗ chết. Thấy Nhung Châu vẫn ương bướng không chịu nghe, bọn họ chỉ đành đáng ngất anh ấy. Hoa Thiển biết những gì Ngân Hạnh đã làm thì rất thất vọng, mang tiếng là nha hoàn của cô ấy nhưng lại một lòng trung thành với Khê Ngọ. Thích Như Tâm biết tin Kim Lâm không bỏ rơi mình từ miệng của nha hoàn thì cũng vực lại được tinh thần, Ngân Hạnh trèo tường vào xin lỗi Hoa Thiển, sau đó cô ấy lại đi tìm gia chủ. Trọng Khê Ngọ đem đồ ăn tới muốn dùng bữa cùng Hoa Thiển, ai ngờ lại bị cô ấy chọc cho tức ói máu.
Hoa Thiển biết rằng Trọng Khê Ngọ sẽ không vì cô mà từ bỏ vị trí gia chủ của mình, nhưng lại liên tục đem nỗi khổ tâm ra giày vào anh ấy. Gia chủ cũng không chịu thua, đem Nhung Châu ra đe dọa Hoa Thiển để ép cô phải nghe lời. Hoa Thiển lấy con dao giấu ở trong chiếc vòng tay, muốn tự tử. May mắn gia chủ nhanh tay kịp thời ngăn cản cô ấy lại. Giọt nước mắt đàn ông không dễ rơi, nhưng Trọng Khê Ngọ đã khóc vì Hoa Thiển. Anh ấy nhận ra Hoa Thiển có thể hy sinh cho cả thế giới, nhưng chưa từng thực sự suy nghĩ cho anh. Trưởng công chúa biết được sự việc thì nổi trận lôi đình, đây cũng là giới hạn cuối cùng của bà. Trưởng công chúa không muốn nhịn Hoa Thiển thêm nữa, cô ấy dám làm con trai bà bị thương. Trưởng công chúa hùng hổ đi tới tìm Hoa Thiển hỏi tội, nha hoàn Ngân Hạnh thì bị lôi đi. Sau khi bà xác định chính xác là do Hoa Thiển gây ra việc Trọng Khê Ngọ bị thương, thì sai người đưa rượu độc tới, Hoa Thiển đối diện với cái chết vẫn một lòng van xin cho người nhà của mình. Trưởng công chúa cảm động trước lòng thành hiếu của cô ấy nên đã đồng ý giữ lại mạng sống cho Hoa Tổng Quản. Nghe được sự đảm bảo của trưởng công chúa, Hoa Thiển an tâm uống cạn ly rượu độc. Uống xong cô đổ vật ra đất, toàn bộ ký ức đời này từ lúc Trọng sinh ùa về trong tâm trí Hoa Thiển. Sau đó trưởng công chúa cũng thực hiện lời hứa của mình, thả Hoa chủ quản ra. Nhung Châu tỉnh lại chạy đi tìm Hoa Thiển, nhìn thấy biệt viện cháy đen mà chân tay anh ấy rụng rời. Bước vào bên trong, Nhung Châu cũng thấy Trọng Khê Ngọ đang đứng bần thần ở đó, anh ấy rút kiếm muốn lao tới lấy mạng Trọng Khê Ngọ. Đáng tiếc lại bị hộ vệ thân cận của Trọng Khê Ngọ đánh cho trọng thương. May mắn gia chủ đã ngăn hộ vệ của mình lại, Nhung Châu mới giữ được cái mạng nhỉ này. Trọng Khê Ngọ thổn thức tự vấn bản thân, mình là gia chủ của Trọng Thị Viên rộng lớn về thế này, nhưng lại vô dụng chẳng đủ năng lực bảo vệ người con gái mình yêu thương nhất. Nhung Châu vẫn cố chấp muốn lậy mạng Khê Ngọ, buộc lòng thị vệ phải ra tay mạnh hơn. Nhìn bộ dạng thoi thóp của anh, Khê Ngọ hẹn anh ấy một tháng sau gặp lại, sẽ cho Nhung Châu chút thông tin về Hoa Thiển. Bên khác, Thích Như Tâm đã tìm được nơi ở của Kim Lâm. Hai người gặp lại nhau sau bao ngày xa cách thì tay bắt mặt mừng. Thì ra Như Tâm đã làm giao ước với Khê Ngọ, cô ấy cam tâm tình nguyện gánh tội hủy dung nhan của Mạch Y Phỉ để đổi lấy một vé ra khỏi Trọng Thị Viên. Đôi tình nhân số khổ này cuối cùng cũng có thể khổ tận cam lai, hạnh phúc bên nhau rồi. Trở lại với Hoa Thiển, cô ra bên ngoài thì phát hiện mình đang ở một nơi xa lạ, trên bàn còn có ngân phiếu và khế ước đất đai. Tất cả đều được trưởng công chúa chuẩn bị cho cô ấy coi như là phí đền bù. Sau khi chia con trai bà ấy, thật là một nỗi khổ tâm của người làm cha mẹ. Tất cả đều chỉ vì muốn tốt cho con trai mình, trưởng công chúa chấp nhận làm vai phản diện. Ở một bên khác, Nhung Châu đi tìm đại phu nhờ giúp đỡ, nhìn thương tích chi chít trên người anh ấy, vị đại phu già không khỏi cảm thán, nhịn không được mà khuyên nhủ vài câu. Đồ đệ của đại phu nghi ngờ thân phận của Nhung Châu nên đề nghị báo quan nhưng ông ấy gạt phát đi. Báo quan thì có ích gì đâu, Nhung Châu là do người của Khê Ngọ đưa tới ép ông ấy chữa trị cho mà. Sáng hôm sau Từ công tử mang cho Hoa Thiển một ít đồ ăn, lại bị cô ấy ngó lơ từ chối. Hoa Thiển kéo Vân Nương ở gần đó vào nhà nói chuyện, buổi tối đến hẹn, Nhung Châu lại tới Trọng Thị Viên. Sau khi đánh bại Trần Uyên thì anh ấy cũng cạn nội lực, vậy nên cũng chỉ đành quay về rèn luyện thêm, đợi tháng sau sẽ quay trở lại tiếp tục tỉ thí. Trần Uyên rất khó hiểu trước cách làm của gia chủ, riêng Lâm Giang từ chối cho ý kiến vì anh ấy biết rằng Trọng Khê Ngọ đây là đang muốn bồi dưỡng Nhung Châu. Chỉ với 2 năm ngắn ngủi mà anh ấy đã có thay đổi vượt bậc trong kiếm pháp. Nhung Châu bị ám mộng dọa cho tỉnh dậy, sau khi uống thuốc xong anh lại tiếp tục đi tập luyện. Ở bên này, trưởng công chúa đã bắt đầu dục dịch tuyển vợ cho con trai. Bà ấy đưa cho Ngu Nương Tử một số những tiểu thử nhà quan mà mình thấy hợp mắt, sau đó gọi bọn họ tới Trọng Thị Viên để mình quan sát thêm. Thiên Chi gặp Nhung Châu trên đường, hai người vì bất đồng ý kiến nên đã xảy ra tranh cãi cùng nhau. Mạch Y Phỉ chạy tới chất vấn gia chủ chuyện để em gái cô ta vào phủ. Ai ngờ nói bon mồm ả ta lại phọt ra chuyện ả ta từng hãm hại Hoa Thiển, Mạch Y Phỉ lập tức nhận được một vé chim cút ra khỏi Trọng Thị Viên. Chân cô ta vừa bước ra khỏi cổng thì em gái cô ta cũng đắc ý ngồi kiệu bước vào phủ. Hoa Thiển đã biết được Vân Nương là người luyện võ, không biết khi cô ấy lại là gián điệp của gia chủ cài cắm bên mình thì có cảm xúc gì nhỉ? Gia chủ nhìn thấy bộ hỷ phục do trưởng công chúa đưa đến cho mình thì gai mắt, lập tức sai người đem nó đi đốt. Vân Nương kể cho Hoa Thiển nghe về câu chuyện buồn của cô ấy. Thì ra Vân Nương từng được gả cho người ta, lần sảy thai đứa con đầu tiên cô ấy đã bị tổn thương thân thể, sau này mãi không thể có thai, chồng cô ấy liền mất kiên nhẫn cưới thêm một cô vợ khác. Cô ta vừa vào phủ đã có thai, liền lên mặt với Vân Nương khắp nơi ép cô ấy làm việc như trâu như chó. Vết chai sần trên tay cũng là do lao động mà thành. Sau này nhà chồng cần, nhà mẹ không chịu giang tay thu nhận cô ấy. Vân Nương một mình kiếm sống từ đó tới nay. Từ Minh đem tới cho Hoa Thiển một chiếc lồng đèn lại khiến cô ấy nhớ tới Nhung Châu, sau đó cô ấy hơi đau ngực do hậu di chứng từ vết thương cũ. Hoa Thiển vẽ điều ước lên lồng đèn rồi thả nó trôi sông,
Tờ ước nguyện đó nhanh chóng đến tay Ngọ Khê cũng vừa khéo lại là ngày Nhung Châu xử gọn được Lâm Giang và Trần Uyên. Anh ấy ngang nhiên cầm kiếm xông vào hỏi tội Khê Ngọ. Hai người đấu võ mùng một lúc lâu thì Nhung Châu chọn tha mạng cho Khê Ngọ vì anh ấy biết Hoa Thiển sẽ rất buồn nếu như gia chủ chết. Khi anh ấy quay đi thì Khê Ngọ lại nói cho biết nơi ở hiện tại của Hoa Thiển, anh ấy cũng cho người gọi Vân Nương trở về. Vì từ bây giờ có Nhung Châu ở bên bảo vệ cho Hoa Thiển, Trọng Khê Ngọ không cần phải lo lắng cho cô ấy nữa rồi, đợi khi chỉ còn một mình. Anh ấy đem toàn bộ thư hồi âm từ phía Vân Nương suốt 2 năm qua, miêu tả chi tiết cuộc sống của Hoa Thiển đem đốt đi. Có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng Trọng Khê Ngọ cho phép bản thân nhớ tới Hoa Thiển. Ngày hôm sau anh ấy đi tới gặp Trường công chúa, thông báo hôn sự của mình sẽ do bà ấy tự do định đoạt. Nếu không phải là Hoa Thiển, đối với anh ấy lấy ai cũng vậy mà thôi. Trường công chúa hơi áy náy với Hoa Thiển liền bắt đầu thu tay lại, cho người đang canh gác ở Hoa Phủ toàn bộ rút lui. Đến hẹn mà không thấy Nhung Châu tới, vị đại phu bắt đầu thấy nhớ. Đã gắn bó với nhau 2 năm rồi, nếu nói không có tình cảm là nói dối mà thôi, nhưng ông ta cũng mừng cho hắn vì cuối cùng đã đạt được ý nguyện. Sáng hôm sau, Hoa Thiển đi tìm Vân Nương thì cô ấy đã sớm rời đi. Vân Nương là một cô gái có số khổ, đã từng bị nhà chồng hành hạ, cuối cùng bộc phát lửa giận mà ra tay giết sạch hơn 10 mạng người. Buổi tối, Hoa Thiển đi về lại phát hiện có kẻ theo đuôi. Tưởng gặp cướp nên cô ấy đã vô cùng cảnh giác, sau đó phát hiện ra đó chính là Nhung Châu thì lại vui mừng không thôi. Ngày hôm sau, gia chủ đến gặp Hoa chủ quản, còn mang rượu độc tới tiễn ông ấy. Gia chủ báo cho ông ta biết tin con gái mình bây giờ vẫn ổn, để Hoa chủ quản có thể an tâm lên đường. Ngày hôm sau qua miệng mẹ Bạch Lạc, Hoa Thiển nghe được tin Hoa chủ quản đã không còn. Trọng Khê Ngọ sắp xếp cho Hoa chủ quản giả chết và rời đi khỏi thành, sau đó đích thân anh ấy cũng tới báo tin đó cho Hoa Thiển. Để cảm ơn Hoa Thiển đã sai Nhung Châu đem cho gia chủ một món quà, gia chủ nhìn bát mì Trường Thọ liền biết là Hoa Thiển đang bù đắp cho mình chuyện quên sinh thần lần trước. Trọng Khê Ngọ không ăn mì nhưng mắt lại rơm rớm lệ. Quay lại đời trước, Trọng Khê Ngọ xin được giấy miễn tội cho Hoa Thiển chạy tới thì mẹ và anh trai của cô ấy sớm đã bị giết chết. Chỉ còn lại kình Hoa Thiển thoi thóp còn một ngụm hơi tàn, Trọng Khê Ngọ vội vàng đưa cô về trị thương, đáng tiếc Hoa Thiển vẫn mãi hôn mê không tỉnh lại được. Bây giờ lại thành hôn mê sâu, Trọng Khê Ngọ kéo đại phu ra một góc, sốt sáng hỏi về tình trạng của Hoa Thiển. Đại phu chưa gặp trường hợp như này bao giờ nên chỉ đoán rằng Hoa Thiển bị rối loạn tâm thần. Hoa Thiển sau khi tỉnh dậy thì đặc biệt thấy ngon miệng, cô ăn bất chấp hình tượng như hổ đói. Sau khi ăn no, Hoa Thiển lại để ý tới lọ hương án trên bàn, mùi hương này là mùi hương cô luôn ngửi thấy. Trọng Dạ Lan tới gặp Trọng Khê Ngọ, anh ta muốn thay trưởng công chúa tới khuyên nhủ Khê Ngọ vài câu. Trưởng công chúa quả thật có lỗi khi phạt Hoa ra đi đày. Nhưng Trọng Khê Ngọ cũng giận dỗi bỏ đi 2 năm rồi, đã đến lúc quay trở lại với người thân trong gia đình, đâu thể nói bỏ là bỏ nhau được. Trưởng công chúa giờ đã già cần Khê Ngọ chăm sóc. Nghe thấy Mục Giao cũng tới, Trọng Khê Ngọ vội vàng chạy tới chỗ của Hoa Thiển. Trong phòng, Mục Giao đang dùng lời nói công kích Hoa Thiển, ban đầu cô cho rằng mình đã thay đổi được quá khứ, nên rất mạnh miệng cho tới khi Trọng Khê Ngọ đi tới cho cô biết bản thân cô đã hôn mê 26 tháng rồi, thì Hoa Thiển hoàn toàn sụp đổ, cô ấy nắm tay Dạ Lan hỏi thăm về Hoa Nhung Châu. Sau khi nghe được tin trong phủ không có ai như thế thì Hoa Thiển như phát điên lên. Trọng Khê Ngọ hết lời an ủi Hoa Thiển, Mục Giao ở bên lại liên tục thêm dầu vào lửa. Hoa Thiển không muốn nghe thêm gì nữa, cảm xúc của cô bây giờ chỉ gói gọn trong 2 chữ tuyệt vọng mà thôi. Hoa Thiển cứ nhìn chăm chăm vào lư hương, cô ấy nhớ rõ mùi hương này đã theo cô suốt thời gian qua. Hoa Thiển nhận ra tất cả những gì xảy ra đều là giấc mơ, viên giáp dần đã khiến tâm trí cô ấy rơi vào mộng cảnh. Cứ ngỡ rằng có thể trọng sinh quay về quá khứ thay đổi vận mệnh. Hoa Thiển khóc lóc nói với Trọng Khê Ngọ rằng cô ấy thà rằng sống mãi trong giấc mộng đẹp kia còn hơn trở lại thực tại thảm khốc này. Hoa Thiển ho ra một vũng máu tươi rồi lại ngất đi. Cô cũng thành công quay trở lại mộng cảnh bên Hoa Nhung Châu. Ở thực tại, Trọng Khê Ngọ vẫn luôn túc trực chăm sóc Hoa Thiển, không rời nửa bước. Thì trong mộng cảnh, cô lại dành toàn bộ thời gian của mình quấn quýt bên Nhung Châu. Biết rằng mình chỉ diệt váy cưới cho người ta, Trọng Khê Ngọ lại cam tâm tình nguyện làm. Trọng Khê Ngọ oán trách Mục Giao vì cô ấy đã nói ra sự thật với Hoa Thiển nên đã đuổi hai vợ chồng Trọng Dạ Lan rời đi. Nhưng sau khi suy nghĩ lại, anh ấy lại muối mặt đi nhờ Trọng Dạ Lan quay lại đánh thức Hoa Thiển giúp mình. Vốn tưởng Hoa Thiển yêu Trọng Dạ Lan như vậy sẽ vì anh ta mà tỉnh dậy, nhưng đáng tiếc không có phép màu nào xảy ra. Nhưng cô ấy không hề trách phạt mà còn tặng bánh cho kẻ đó. Cô không hề biết rằng mình đã để lại ấn tượng khó phai trong lòng Trọng Khê Ngọ. Đáng tiếc ánh mắt và tâm trí cô chỉ đặt lên Trọng Dạ Lan. Trọng Khê Ngọ nói với Hoa Thiển rằng quá khứ đã qua rồi, những thứ trong giấc mơ đều không có thật, chỉ có anh ấy vẫn luôn ở đây và chân tình cũng ở đây đợi cô tỉnh lại. Trong mộng mơ, Hoa Thiển nghe rõ lời tỏ tình của Khê Ngọ,
cô muốn ngủ một lát cũng không yên với anh. Hôm sau cô tạm biệt Nhung Châu, cô ấy hiểu ra Nhung Châu xuất hiện trong giấc mộng này là để bù đắp cho trái tim tổn thương của mình. Nói chính xác hơn, Nhung Châu chính là bản copy của cô ấy. Trưởng công chúa cho người đem huyết phách tới, Khê Ngọ muốn ra nhận đồ lại nghe thấy Hoa Thiển gọi mình. Anh ấy cảm động đến mức bật khóc vì cuối cùng Trọng Khê Ngọ cũng đợi được Hoa Thiển tỉnh lại rồi. Bộ phim đến đây là hết. Mọi người thấy hay thì like, share và comment cho Sao nhé, và theo dõi Sao mỗi ngày để có phim hay.